Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập. Đệ tử kiếm tông dùng thực lực tiên thiên cảnh chém giết cường giả vương giả cảnh. Đệ tử kiếm tông lấy thực lực tiên thiên cảnh lực kháng cường giả linh giả cảnh. Đệ tử kiếm tông lấy tiên thiên cảnh. Chấm. Trận chiến tại cửa thành, Dương Diệp một trận chiến thành danh, tên của Dương Diệp lúc này nhanh chóng truyền khắp đế đô, tất cả thiếu niên thiên tài tham gia thanh vân bảng đều bắt đầu hỏi thăm Dương Diệp là người phương nào. Tiên thiên chém giết vương giả, hơn nữa còn ở nơi như đế đô, điều này làm cho vô số người cực kỳ hiếu kỳ thân phận cùng thực lực của Dương Diệp. Còn lấy thực lực tiên thiên cảnh lực kháng linh giả cảnh, ngoại trừ những người ở cửa thành ra, đa số người khác đều không tin, dù sao việc này rất bất hợp lý. Tuy rằng lúc này tên của Dương Diệp đã nổi danh không thua gì Nguyên Môn Nguyên Huyền, thế nhưng Nguyên Môn và hai cùng Đại Tần Đế Quốc vẫn không có xếp hàng vào danh sách nguy hiểm. Tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh, ở Nam vực xem như thiên tài, nhưng đối với sáu thế lực lớn, đặc biệt là quái vật khổng lồ như Nguyên Môn và Hai Cung, cũng chỉ có thể xem như thiên tài mà thôi, căn bản không đủ làm bọn họ xem trọng, dù sao ở trong tông môn của bọn họ, thiên tài khiêu chiến vượt cấp nhiều lắm. Nguyên Môn và Hai Cung không trọng thị, thế nhưng Quỷ Tông và Hạo Nguyệt Tông không thể không coi trọng. Đặc biệt là Quỷ Tông, Kiếm Tông xuất hiện thiên tài chém giết vương giả cảnh. Chuyện này với bọn họ mà nói không phải tin tức tốt. Ở trong tầng hầm tại thành Niêm Đế Đô, Khô Cốt đặt một quyển trục trong tay xuống bàn đá, ánh mắt nhìn lướt qua Tu La và người khác, nói. Dương Diệp, người An Nam Thành, 16 tuổi gia nhập Kiếm Tông, không biết nguyên nhân gì mà không cách nào hấp thu huyền khí, bị trưởng lão ngoại môn Kiếm Tông giáng thành đệ tử tạp dịch. Nhưng 2 năm sau, người này không biết gặp kỳ ngộ gì, đột nhiên trở thành huyền giả, không chỉ như vậy. Còn xông đến Kiếm Tông kiếm nô tháp tầng thứ 22, tầng 22 đấy. Kiếm Tông mấy trăm năm qua, dường như chỉ có Kiếm Tông Túy đạo nhân từng xông tới tầng 22. Tu La, Thiên Quân, các ngươi thấy thế nào? Tu La mỉm cười xem thường, nói. Tầng 22 thì làm sao? Kiếm Tông ngoại trừ yêu nữ Mộ Dung Yêu ra những người khác không có gì cả, bao quát cả Dương Diệp. Tiên thiên chém giết vương giả, kỳ trước 50 vị trí đầu trên thanh vân bảng. Có người nào không làm được? Khô Cốt nhìn về phía thiếu niên tiên quân bên cạnh Tu La. Nhìn thấy Khô Cốt nhìn về phía mình, thiếu niên mí mắt khẽ nhúc nhích, sau đó nói. Hắn không đơn giản. Nghe vậy, Khô Cốt khẽ gật đầu, Tu La ở bên cạnh cau mày, trong mắt bắn ra một tia không vui, nói. Sư huynh, ta không có nhìn ra hắn có cái gì không đơn giản. Tiên quân nhìn Tu La một chút, sau đó nói. Đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ sát ý là có thể miệt thị thiên tài khác, nếu không có thực lực tuyệt đối, làm người tốt nhất nên biết điều một chút, không phải vậy ngày nào đó sẽ chết rất thảm. Tu La đang chuẩn bị phản bác, Khô Cốt nói. Tiên quân nói có đạo lý, Tu La, Dương Diệp người này thật sự không đơn giản, không phải nói hắn chém giết vương giả cảnh, mà là thành tích kiếm nô tháp của hắn. Ngươi có biết kiếm tông kiếm nô tháp tầng thứ 21 là cái gì không? Là huyền thú vương giai. Ngươi vào nửa năm trước có thể chống lại huyền thú vương giai sao? Mí mắt của Tu La co giật, tuy rằng hắn nửa năm trước không có lĩnh ngộ sát ý, thế nhưng thực lực của hắn cực mạnh, thế nhưng muốn nói chống lại huyền thú vương giai, hắn không tự lượng sức mình. Tuy rằng hắn biểu hiện rất bình thản. Lúc này, tiên quân nói. Thế nhưng trực giác nói cho ta biết hắn không đơn giản, nhưng cũng chỉ không đơn giản mà thôi. Đối thủ của ta không phải hắn, nếu gặp phải trong thanh vân bảng. Giết là được rồi. Ngữ khí nhẹ như mây gió. Khô Cốt lắc đầu, nói. Nếu như người này là đệ tử kiếm tông, giết cũng giết. Nhưng sau lưng của hắn là một tên thiên phù sư, nếu như quỷ tông chúng ta đánh giết, nhất định sẽ đắc tội Lâm Sơn. Đắc tội Lâm Sơn, thật sự không khôn ngoan, nếu như không phải không cần thiết, nếu gặp hắn trên thanh vân bảng, thả hắn một con đường sống, hoặc là kéo hắn vào quỷ tông chúng ta. Tiên quân hơi cau mày. Nhưng vẫn gật đầu một cái, nói. Cũng được, tha cho hắn một mạng là được. Khô Cốt gật đầu, lại nói. Nguyên Môn Nguyên Huyền kia, ngươi thấy thế nào? Đôi mắt tiên quân híp lại, nói. Ta vừa vặn muốn gặp gỡ thiên tài siêu cấp vô địch tiên thiên cảnh. Chấm. Bách Hoa Cư là sản nghiệp của Bách Hoa Cung ở Đế Đô, bình thường đệ tử Bách Hoa Cung sẽ ở lại nơi này. Lúc này trong một tòa cung điện hoa lệ tại Bách Hoa Cư, Thải Phượng thả quyển sách trong tay xuống và đưa cho đệ tử Bách Hoa Cung, nói.
Không nghĩ tới Dương Diệp lại có thể dùng thực lực tiên thiên cảnh chém giết vương giả cảnh, xem ra không thể thả cho hắn trưởng thành, không phải vậy ngày sau nhất định sẽ gây phiền toái không nhỏ cho Bách Hoa Cung chúng ta. Tuy rằng Bách Hoa Cung chúng ta không sợ, nhưng nếu như có thể giảm chút phiền toái cũng không tệ. Tiểu Nguyệt, nếu như gặp hắn trong Thanh Vân Bảng, giết hắn, hoặc làm hắn tàn phế, rõ chưa? Phía dưới, Văn Nhân Nguyệt khẽ gật đầu, trong nháy mắt nàng cúi đầu, bờ mi hơi run nhẹ, trong mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Chấm. Sau khi chia tay Lâm Sơn, Dương Diệp mang theo Thanh Hồng và Man Tử và Tiểu Hắc về nơi tạm trú. Hắn lúc trước đã đắc tội nhị hoàng tử, hơn nữa Man Tử cùng Tiểu Hắc đã trở thành người bình thường, bảo Thanh Hồng mang theo hai người bình thường rời khỏi đế đô, hắn thực sự không yên lòng. Mới vừa tiến vào tiên khách cư, một tên tiểu nhị đã vội vã chạy tới đón, tiểu nhị tươi cười, nói. Khách quan, thật không tiện, tiên khách cư của chúng ta đã đầy khách, ngươi nên đi những nơi khác xem một chút. Hiển nhiên, tiểu nhị cho rằng Dương Diệp là huyền giả tới dừng chân. Dương Diệp lấy ra lệnh bài Tần Tịch Nguyệt đưa cho tiểu nhị, nhìn thấy lệnh bài, tiểu nhị biến sắc mặt, sau đó vội vàng cung kính thi lễ với Dương Diệp một cái, nói. Mời đi theo ta. Đang lúc này, một tên đại hán chặn trước mặt tiểu nhị, tay phải của hắn nắm lấy cổ áo của tiểu nhị, hắn tức giận nói. Ngươi không phải vừa nói nơi này đầy khách rồi sao? Làm sao, ngươi sợ lão tử không trả nổi tiền thuê sao? Nói xong, hắn móc ra một cái kim tệ nặng nề vỗ vào mặt bàn. Bành! Một tiếng vang trầm đục sinh ra, tiểu nhị lập tức đánh bay tên đại hán ra ngoài cửa. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc, Dương Diệp cũng khiếp sợ và bất ngờ, không ngờ tiểu nhị tiêu khách cư lại là cường giả vương giả cảnh. Tiểu nhị đưa tay vuốt quần áo bị đại hán kia vò nát, sau đó lại xoay người thi lễ với Dương Diệp một cái, nói. Mời đi theo ta. Dương Diệp áp chế khiếp sợ trong lòng, gật gật đầu, mang theo ba người Thanh Hồng đi theo. Tiểu nhị dẫn Dương Diệp tới gian phòng tại lầu hai tiên khách cư, sau đó xoay người nhìn Thanh Hồng, nói. Mời đi theo ta, hai vị bằng hữu bên cạnh cần trị liệu, không phải vậy sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Thanh Hồng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp do dự sau đó lại gật đầu, nói. Đi thôi. Nơi này là địa bàn của Tần Tịch Nguyệt, sẽ không có chuyện gì. Thấy Dương Diệp gật đầu, Thanh Hồng không do dự, mang theo Man Tử cùng Tiểu Hắc đi theo tiểu nhị. Sau khi mấy người rời đi, Dương Diệp đẩy cửa đi vào. Vừa đi vào cửa, một làn gió thơm thổi vào mặt, chợt, một thân thể mềm mại ôm lấy hắn. Thân thể mềm mại này không phải Tần Tịch Nguyệt còn có ai chứ? Ân Huyên Nhi Nhi cười gần một tiếng, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, Dương Diệp quát lên. Được rồi. Lúc này Dương Diệp cực kỳ phiền lòng, hắn đang làm chính sự, không phải đến xem hai người này đối chọi gay gắt công kích đối phương. Tần Tịch Nguyệt di chuyển nhẹ nhàng, đi tới bên cạnh Dương Diệp, ôn nhu cười nói. Được rồi, đừng nóng giận, ta không chấp nhặt với nàng. Mặt mày ôn nhu, dường như có thể hòa tan cả núi băng. Dương Diệp. Ân Huyên Nhi Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Dương Diệp, nói. Ta đi ra ngoài một chuyến, chuyện của ta xong rồi sẽ đi tìm ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Dương Diệp hơi cau mày, nói. Ngươi cũng biết ngươi ở Nam vực có kẻ địch đông đảo, ngươi đi ra ngoài, nếu như bị sáu thế lực lớn phát hiện thì làm sao bây giờ? Ngươi quan tâm ta? Ân Huyên Nhi Nhi nhoẻn miệng cười. Là ta sợ ngươi gây rắc rối liên lụy ta. Dương Diệp lên tiếng. Vẻ mặt của Ân Huyên Nhi Nhi biến thành lạnh lẽo, nói. Yên tâm, sẽ không liên lụy đến ngươi. Nói xong, thân hình hơi động, nàng biến mất khỏi phòng. Sau khi Ân Huyên Nhi rời đi, Tần Tịch Nguyệt ở bên cạnh nói. Tiểu đệ đệ ngươi rõ ràng là quan tâm tới nàng, tại sao phải lại nói như thế? Là ta ở quan tâm nàng sao? Dương Diệp cười cợt, nói. Hoặc là nói. Nàng cần người quan tâm sao? Ngươi đừng quên, nàng chính là cường giả linh giả cảnh, còn am hiểu các loại ảo thuật, cho dù là cường giả tôn giả cảnh cũng không thể lưu nàng lại. Tần Tịch Nguyệt nói. Tiểu đệ đệ, nàng xinh đẹp như vậy, lẽ nào ngươi thật sự không có chút động tâm hay sao? Tỷ tỷ nhìn ra, nàng dường như có ý với ngươi. Nhưng lòng tự ái của nàng quá mạnh mẽ, vì lẽ đó không chịu yếu thế. Nếu như ngươi còn vì việc lần trước mà giận nàng, việc này không cần, bởi vì lần trước nàng đang ghen đấy. Ghen? Dương Diệp không rõ. Ghen cái gì? Ngu ngốc,
Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một chút, nói. Không chịu nổi ta và ngươi ân ân ái ái chứ gì, lần trước nàng nhằm vào ta, khẳng định không chỉ bởi vì ta là công chúa Đại Tần Đế Quốc, nguyên nhân khác khẳng định là bởi vì ta có quan hệ thân mật với ngươi. Ngươi đừng đùa. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Ta tự hỏi Dương Diệp ta còn không có mị lực lớn như vậy, có thể làm cho một cường giả linh giả cảnh vừa thấy đã yêu ta. Còn nữa, quan hệ giữa ta cùng ngươi cũng không thân mật. Tại sao ngươi biết mình không có mị lực? Tần Tịch Nguyệt cười cợt, nói. Còn nữa, tiểu đệ đệ ngươi nói chuyện phải sờ lương tâm của mình. Ngươi và tỷ tỷ ôm và hôn rồi, còn kém không ngủ cùng đấy. Chúng ta như vậy còn không tính là thân mật, như vậy thế nào mới là thân mật? Lẽ nào phải ngủ cùng nhau sao? Dương Diệp thật sự không nói gì, hắn không phải người giỏi giao lưu với nữ nhân, khi ở cùng với Tần Tịch Nguyệt, hắn đều bị động. Nhưng không biết tại sao, hắn lại không ghét loại bị động này. Lẽ nào nam nhân thật sự đáng khinh như thế? Lắc lắc đầu, Dương Diệp nghiêm túc nói. Không nói những thứ ngổn ngang này, nói chính sự đi, tổ chức kia thế nào rồi? Tần Tịch Nguyệt thu hồi nụ cười, nói. Ta đã bí mật thu nhận giúp đỡ một nhóm cô nhi, cũng đã bắt đầu huấn luyện bọn họ. Nhưng phương diện tiền bạc vẫn còn hơi căng thẳng, ngoại trừ tài chính ra, còn có một vấn đề, đó chính là chúng ta không có huyền kỹ thích hợp cùng người thích hợp để dạy bọn họ. Tuy rằng ta là vương giả cảnh, nhưng ta nhưng cũng không am hiểu ám sát, vì lẽ đó, lập tức vấn đề lớn nhất chính là chúng ta nhất định phải thu mua một ít huyền kỹ cùng công pháp của sát thủ, còn tìm một ít người am hiểu ám sát đến giáo dục những người này. Dương Diệp nhíu mày, thành lập một tổ chức sát thủ có độ khó lớn hơn tưởng tượng của hắn nhiều, còn phiền phức nữa. Vấn đề tiền bạc ngược lại không phải rất gấp, dù sao bản thân hắn là phù văn sư. Nhưng huyền kỹ cùng công pháp ám sát, còn có người am hiểu ám sát thì hơi phiền phức. Phải biết, huyền kỹ cùng công pháp ám sát rất hiếm thấy tại Nam Vực, cũng không phải có tiền là có thể nhất định mua được. Nếu cho những cô nhi kia học tập huyền kỹ cùng công pháp bình thường thì làm sao có thể chống lại thế lực khổng lồ như Bách Hoa Cung chứ? Cũng chỉ có ám sát mới có thể tạo thành một ít uy hiếp với Bách Hoa Cung. Công pháp cùng huyền kỹ ám sát đúng là có thể kiếm được. Lúc này, Tần Tịch Nguyệt nói. Ngươi có thể lấy được. Dương Diệp vui vẻ. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói. Đế đô có rất nhiều tổ chức tư nhân tổ chức giao dịch hội bí mật, trên đấu giá như thế. Đừng nói huyền kỹ ám sát, cho dù là huyền kỹ địa giai cũng có thể tìm được, nhưng giao dịch hội bí mật của tổ chức tư nhân bình thường đều là lấy vật đổi vật, nói cách khác, chúng ta cần dùng vật phẩm đi đổi. Ngũ hành phù và thuật phù có thể. Dương Diệp hỏi. Đương nhiên có thể. Tần Tịch Nguyệt, nói. Ngũ hành phù và thuật phù là thứ tốt, đặc biệt thuật phù, đây là thứ dùng tiền cũng không thể mua được. Vậy thì dễ làm rồi. Dương Diệp cười nói. Hắn chưa bao giờ thiếu bùa chú, cho dù hắn không có, nhưng sư phụ hắn có, Bảo Nhi có. Sư phụ của là Lâm Sơn Đại Sư, đương nhiên làm được. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một chút, nói. Nhưng người am hiểu ám sát thì khó tìm. Người am hiểu ám sát cơ bản đều ở tổ chức sát thủ, nhưng thành viên tổ chức sát thủ bình thường sẽ không dạy người khác. Ngược lại ta mặc kệ, những vấn đề này do ngươi giải quyết. Dương Diệp cười cợt, nói. Ngươi cũng biết, người quen của ta tại đế đô cơ bản có thể đếm được, người bảo ta đi tìm người như thế, ta đi nơi nào tìm. Tịch Nguyệt, người ở đế đô nhiều năm như vậy, lại là người hoàng gia, người sẽ có biện pháp, đúng không? Biện pháp thì có. Tần Tịch Nguyệt mỉm cười quyến rũ, nói. Nhưng mà tiểu đệ đệ, ngươi nên báo đáp nhân gia thế nào? Dương Diệp vẫy vẫy tay, nói. Tần Đại Công Chúa, nói điều kiện của ngươi đi. Có thật không? Tự nhiên, tỷ tỷ muốn gả cho ngươi, điều kiện này thế nào? Nói chuyện chính sự được không? Là ta thật lòng. Bỗng nhiên Tần Tịch Nguyệt thu lại nụ cười và nói rất nghiêm túc. Dương Diệp hơi cau mày, nói. Ngươi có ý gì? Chính là gả cho ngươi. Tần Tịch Nguyệt cười cợt, nói. Tuy rằng tỷ tỷ đào hôn thành công, nhưng ngày sau vẫn không tránh được sẽ bị người hoàng gia Đại Tần Đế Quốc lôi kéo thành công cụ lôi kéo người mới. So với như vậy. Còn không bằng cho tỷ tỷ tự mình tới chọn, ngươi nói xem. Làm sao, ngươi có cảm thấy tỷ tỷ thích hợp không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Tịch Nguyệt cô nương, ta nói rồi, ta đã có người yêu thích,
hơn nữa ta cảm thấy nàng cũng hơi yêu thích ta. Vì lẽ đó, ngươi và ta không có khả năng. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải chuyện rất bình thường sao? Ân Tịch Nguyệt cười nói. Làm sao, tiểu đệ đệ ngươi còn chưa khai khiếu nha? Dương Diệp cười cợt, nói. Tam thê tứ thiếp, ta đương nhiên cũng nghĩ, nhưng việc này không hiện thực. Còn nữa, chuyện này đối với ngươi, đối với nàng đều là không công bằng, các ngươi có quyền được yêu duy nhất. Tần Tịch Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Tiểu đệ đệ, ngươi tính cách tàn nhẫn quả đoán, thế nhưng ngươi lại mềm yếu ở phương diện tình cảm, ngươi hãy thành thật nói với tỷ tỷ, ngươi có từng có ý tứ với tỷ tỷ không? Nếu như ngươi nói không có, tỷ tỷ về sau sẽ không nhắc lại việc này nữa, Thanh Vân Bảng qua đi, tỷ tỷ sẽ tìm thiên tài trên Thanh Vân Bảng gả đi. Dương Diệp, bình tĩnh mà xem xét, chính mình thật sự không có chút ý tứ với nữ tử trước mặt hay sao? Dương Diệp không xác định, không xác định đối có thật thích nữ tử trước mắt hay không, thế nhưng không thể phủ nhận, nếu như nữ nhân trước mắt gả cho người khác, cùng người khác phiên vân phúc vũ, hắn sẽ không thoải mái. Là rất không thoải mái, như vậy chính là thích, Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Tịch Nguyệt, ngươi yêu thích ta sao? Ngươi đoán. Tần Tịch Nguyệt trừng mắt nhìn. Dương Diệp. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, một làn gió thơm kéo tới, Tần Tịch Nguyệt đã đi tới trước người hắn, sau đó hai tay vòng lấy hông của hắn, cái lưỡi kiểu diễm đã đưa vào trong miệng hắn. Dương Diệp không có ở suy nghĩ vấn đề lúc trước. Cảm giác được ra, Tần Tịch Nguyệt hôn phi thường mới lạ, phải nói hai người đều phi thường mới lạ. Nhưng chuyện như vậy đại thể đều là vô sự tự thông, rất nhanh, đầu lưỡi Dương Diệp không cam lòng bị dẫn trước, hắn hơi dùng sức, phá cửa mà vào, cũng cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của nàng. Mà hai tay cũng không chịu cô đơn, chậm rãi leo lên vòng eo đầy đặn của Tần Tịch Nguyệt, nhẹ nhàng nhào nặn vài cái, rất nhanh, hai tay không lưu lại phần eo nữa, từ từ lên trên, sau đó lại bóp nắn nơi mềm mại. Ngay khi Dương Diệp muốn thú tính quá độ, Tần Tịch Nguyệt đột nhiên đẩy hắn ra. Lúc này trong mắt Tần Tịch Nguyệt chứa ý xuân, nhưng nàng lại có vài phần thanh tỉnh, nói. Không chiếm được vĩnh viễn sẽ gây rối, tỷ tỷ không dễ dàng giao thân thể cho ngươi. Lúc này Dương Diệp cũng tỉnh táo một chút, nghe được Tần Tịch Nguyệt nói thế, lập tức cười khổ, áp chế kiểu diễm trong lòng, nói. Ngươi có ý gì? Ngươi rất khó chịu. Tần Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn hạ thân của Dương Diệp. Ngươi nói xem. Dương Diệp hơi tức giận nói. Ai bảo ngươi có ý nghĩ kỳ quái, đáng đời ngươi khó chịu. Tần Tịch Nguyệt trắng Dương Diệp một chút. Là ngươi mê hoặc ta, được không? Nếu như ngươi không có ý nghĩ kỳ quái với ta, ta có thể mê hoặc được ngươi sao? Dương Diệp. Nói chuyện chính sự đi. Dương Diệp thực sự không muốn đàm luận vấn đề này với Tần Tịch Nguyệt. Muốn ta giải quyết giúp ngươi không? Ngón tay ngọc của Tần Tịch Nguyệt chỉ hạ thân Dương Diệp. Nghe vậy. Trái tim Dương Diệp đang bình ổn lại đập mạnh vài cái, ngay khi hắn chuẩn bị nói muốn, Tần Tịch Nguyệt lại nói. Đùa giỡn, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Vẻ mặt Dương Diệp cứng đờ, tàn nhẫn lườm nữ tử trước mặt một chút, nếu như nói Bảo Nhi là một tiểu ma nữ, nữ nhân trước mặt hắn hiện tại chính là đại ma nữ, hơn nữa là đại ma nữ chuyên đùa giỡn nam nhân. Ngày hôm nay ngươi đắc tội nhị ca của ta, thật sao? Quả nhiên Tần Tịch Nguyệt bắt đầu nói chuyện chính sự. Nghe vậy, Dương Diệp nghiêm túc, gật gật đầu, nói. Nhị hoàng tử chính là hoàng tử dòng mẫu thân của ngươi uy hiếp ngươi. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói. Hắn là người lòng dạ hẹp hòi, ngươi ngày hôm nay tát vào mặt hắn trước mặt nhiều người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên, hắn không thể công khai ra tay với ngươi, dù sao sư phụ của ngươi chính là Lâm Sơn, hắn hiện tại chỉ là một hoàng tử, mà không phải chủ nhân Đại Tần đế quốc. Hắn sẽ bày âm mưu. Dương Diệp hỏi. Tần Tịch Nguyệt gật đầu, nói. Ta nghĩ, hắn sẽ ra tay với ngươi trên Thanh Vân Bảng. Nếu ngươi chết trên Thanh Vân Bảng, cho dù sư phụ ngươi là Lâm Sơn cũng chỉ có thể nuốt hận vào bụng. Nói đến đây, Tần Tịch Nguyệt dừng một chút, sau đó nhoẻn miệng cười nói. Nếu như ra tay với ngươi trên Thanh Vân Bảng, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng sợ sệt. Tại sao? Dương Diệp không rõ. Ngu ngốc. Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một chút, nói. Ngươi biết Thanh Vân Bảng tỷ thí làm sao không? Không biết. Dương Diệp thành thật lắc lắc đầu, tuy rằng hắn tới tham gia Thanh Vân Bảng, trước đây cũng đã từng nghe nói,
thế nhưng những thiên tài trên Thanh Vân bảng đấu pháp thế nào, hắn thật sự không biết. Thiên tài tới tham gia Thanh Vân bảng nhiều vô số kể, muốn tuyển 30 thiên tài trong vô số thiên tài như thế, nếu như không trải qua một hồi tỉ thí, như vậy sẽ đánh tới sang năm hay sao? Tần Tịch Nguyệt chậm rãi nói. Thanh Vân bảng chia làm hai cuộc tỉ thí, trận đầu là sóng lớn đãi cát, nói đơn giản một chút chính là đào thải những người thực lực không đủ. Dương Diệp nhìn Tần Tịch Nguyệt, ra hiệu nàng tiếp tục nói. Thanh Vân bảng không chỉ có huyền giả chúng ta tham gia, huyền thú cũng sẽ tham gia. 5.000 dặm phía nam thập vạn đại sơn còn có một sơn mạch này tên là Thanh Vân Sơn Mạch, liên miên mấy ngàn dặm, trong dãy núi này có kiếm sĩ hổ bộ tộc cực kỳ hung ác trong thập vạn đại sơn. Trận đầu của Thanh Vân bảng, người của 6 thế lực lớn sẽ truyền tống tất cả huyền giả tham gia Thanh Vân bảng vào trong sơn mạch này, chỉ có thoát khỏi sơn mạch này trong thời gian nhất định mới có thể tiếp tục tham gia trận tỉ thí. Thứ hai, Tần Tịch Nguyệt chậm rãi nói. Ở thập vạn đại sơn, ánh mắt Dương Diệp sáng lên, nếu như ở chỗ khác, có lẽ sẽ hơi khó, thế nhưng ở thập vạn đại sơn, có tiểu gia hỏa ở đó, có con huyền thú nào trong thập vạn đại sơn dám ăn gan hùm mật gấu đến gây sự với hắn? Chẳng phải hắn có thể thuận lợi vượt qua hay sao? Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp một chút, nói. Ngươi chớ khinh thường, trong kiếm sỉ hổ không phải mặt hàng đơn giản, những kiếm sỉ hổ kia ít nhất cũng là vương giai. Ngoại trừ kiếm sỉ hổ ra, huyền thú đế quốc còn đưa những huyền thú tinh anh khác tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch. Đương nhiên, huyền thú vương giai không thể uy hiếp tới ngươi, thế nhưng uy hiếp lớn nhất trong Thanh Vân Sơn Mạch không phải huyền thú, mà là nhân loại. Nhân loại. Dương Diệp cau mày, nói. Nói thế nào? Người tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch không phải chỉ muốn rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch là có thể, các ngươi có nhiệm vụ, mỗi người cần săn giết số lượng thú đan nhất định, số lượng không đủ, cho dù sống sót đi ra cũng thất bại. Đồng thời, huyền thú cũng có nhiệm vụ của huyền thú chính là săn bắn giết đầu người của huyền giả nhân loại. Nói nhân loại nguy hiểm nhất, là bởi vì khi ngươi và huyền thú ác chiến với nhau, thường thường sẽ có huyền giả nhân loại nấp đằng sau. Tần Tịch Nguyệt nói. Đúng thế. Dương Diệp rất tán thành, tuy rằng thực lực huyền thú mạnh mẽ, thế nhưng sẽ không có nhiều tâm địa gian xảo giống như nhân loại. Tần Tịch Nguyệt nói nhân loại nguy hiểm nhất, là phi thường có đạo lý. Đặc biệt kiếm tông cùng quỷ tông ngươi. Tần Tịch Nguyệt tiếp tục nói. Mỗi lần tổ chức Thanh Vân bảng, đệ tử kiếm tông cùng quỷ tông đều tử thương hơn 90%, mà những người này, đại thể đều không phải chết ở trên tay huyền thú, mà là chết trong tay của đối phương. Ngoại trừ kiếm tông cùng quỷ tông ra, các thế lực và thế gia có ân oán với nhau cũng sẽ ra tay tàn sát lẫn nhau trong Thanh Vân Sơn Mạch. Nói chung, Thanh Vân Sơn Mạch tương đương với nơi giải quyết ân oán. Tần Tịch Nguyệt nói, ta có thể ra tay giết đệ tử Bách Hoa Cung trong Thanh Vân Sơn Mạch sao? Dương Diệp hỏi, nếu như có thể giết mấy đệ tử Bách Hoa Cung trong Thanh Vân Sơn Mạch, hắn là phi thường tình nguyện. Tần Tịch Nguyệt lắc đầu, nói, tốt nhất không nên, ngươi phải biết. Mẫu thân của ngươi đang nằm trong tay Bách Hoa Cung, các nàng không đối phó được ngươi, thế nhưng muốn đối phó mẫu thân của ngươi lại rất dễ dàng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể làm được không có ai biết, đây là việc khác. Nhưng ta kiến nghị ngươi đừng mạo hiểm, trừ phi các nàng ra tay với ngươi trước. Ngươi cho rằng người Bách Hoa Cung sẽ không ra tay với ta sao? Dương Diệp nói. Tần Tịch Nguyệt nở nụ cười lắc đầu, Thanh Vân Bảng không phải là thời cơ giết Dương Diệp tốt nhất sao? Bách Hoa Cung làm sao có khả năng không ra tay với hắn? Ngươi chắc chắn đối phó nổi Văn Nhân Nguyệt của Bách Hoa Cung hay không? Tần Tịch Nguyệt nói. Nàng chính là số một ngoại môn bảng của Bách Hoa Cung, còn nghe đồn nàng nắm giữ ngụy đạo khí, cho dù không có ngụy đạo khí, thế huyền bảo địa giai, thậm chí là huyền bảo thiên giai cũng có. Ngươi có thể giết người khác nhưng không thể giết được nàng, hơn nữa có khả năng bị giết. Nếu như ở chỗ khác, ta không có niềm tin chắc chắn gì. Thế nhưng ở thập vạn đại sơn, Dương Diệp cười cợt, nói. Ở thập vạn đại sơn, ta có 7 thành nắm chắc trở lên. Nếu như đánh một trận với Văn Nhân Nguyệt, cho dù có dùng tới kiếm ý cũng chưa chắc giết được đối phương, thế nhưng ở thập vạn đại sơn có tiểu gia hỏa cùng hai con U Minh Lang Vương của hắn. Hai con huyền thú vương giai và hắn, cộng thêm phương thức công kích quỷ dị của tiểu gia hỏa, cho dù là cường giả linh giả cảnh cũng không kém cạnh, mặc dù liều mạng. Ngoại trừ Bách Hoa Cung, người còn phải cẩn thận hai người của Quỷ Tông, đặc biệt là người tên là Tiên Quân, tuy rằng không có liên quan nắm được tin tức gì của hắn,
thế nhưng ta cảm giác hắn phi thường không đơn giản. Sắc mặt Tần Tịch Nguyệt nghiêm túc nói. Ngươi cũng cảm thấy hắn không đơn giản. Dương Diệp nói. Ta cảm giác thực lực của hắn còn mạnh hơn cả Tu La, chỉ là một loại cảm giác, làm sao, ngươi đã điều tra hắn. Tần Tịch Nguyệt không hề trả lời, cổ tay hơi động, một quyển sách xuất hiện ở trên tay nàng, nàng giao quyển sách cho Dương Diệp, nói. Đây là tư liệu thiên tài có thể uy hiếp ngươi trong Thanh Vân Bảng, ngươi xem đi, đừng cho rằng cảnh giới bọn họ thấp và không nổi danh, thế nhưng bọn họ phi thường mạnh mẽ, ngày sau đụng phải trong Thanh Vân Sơn Mạch, tuyệt đối đừng bất cẩn. Nhìn quyển sách trong tay, nội tâm Dương Diệp ấm áp, nói. Cảm tạ. Tần Tịch Nguyệt nhoẻn miệng cười, nói. Cảm ơn cái gì, ngươi đừng quên, ngươi được thứ tự càng cao, ta càng có lợi đấy, chờ ngươi tiến vào 20 vị trí đầu Thanh Vân Bảng. Ta cũng không cần lén lén lút lút ở đế đô. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi theo ta tiến cung một chuyến. Tiến cung. Tần Tịch Nguyệt gật gật đầu, nói. Đương nhiên là con rể tới cửa, chỉ cần ngươi tiến vào 20 vị trí đầu, Hoàng cung Đại Tần sẽ không phản đối chuyện của ta và ngươi, cháu trai của ta sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không thể ở ra tay với ta, chí ít không thể công khai. Nếu như ta chết trong Thanh Vân Sơn Mạch thì sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nghe vậy, Tần Tịch Nguyệt mỉm cười, nói. Đương nhiên là ta đi tìm thiên tài khác, tỷ tỷ sẽ không thủ tiết vì ngươi. Lời này thật hại người. Dương Diệp lắc lắc đầu, hắn có cảm giác bi thương. Ngươi nhất định sẽ sống sót đi ra. Đột nhiên, Tần Tịch Nguyệt nhìn Dương Diệp, sắc mặt không còn tươi cười, nàng rất nghiêm túc. Nội tâm Dương Diệp hơi rung động. Dương Diệp rời đi lúc rời khỏi chỗ của Tần Tịch Nguyệt đã là buổi tối. Bởi Đại Tần đế quốc thực hành cấm đi đêm, trên đường rất quạnh quẽ, chỉ có ngẫu nhiên xuất hiện bóng người lướt nhanh trên đường. Lúc này Dương Diệp cảm thấy tâm loạn như ma, tam thê tứ thiếp là ước mơ của mỗi nam nhân, thế nhưng hắn trước đây chưa từng nghĩ nhiều về phương diện này. Dù sao lấy trước hắn chỉ là người bình thường ở An Nam Thành, đừng nói tam thê tứ thiếp, hắn ăn đủ no hay không cũng là một vấn đề. Hắn là người biết đủ, ngoại trừ cần bảo vệ tốt muội muội cùng mẫu thân gia. Cơ bản không có dã tâm gì khác. Vì lẽ đó cho dù hắn trở thành một tên phù văn sư, lại lĩnh ngộ kiếm ý và kiếm tâm thanh minh, hắn lại chưa từng nghĩ dùng thực lực này làm một chút gì đó. Tần Tịch Nguyệt nói nam nhân có thực lực tam thê tứ thiếp rất bình thường, hắn không phản đối câu nói này, nhưng như vậy là công bằng với Thanh Thi cùng Tần Tịch Nguyệt hay sao? Tuy rằng Tần Tịch Nguyệt ở ngoài miệng nói thành tình nhân của hắn rất tự nhiên, không hề có một chút không thoải mái, thế nhưng Dương Diệp vẫn có thể cảm giác được. Nàng đang giả ra. Dù sao Tần Tịch Nguyệt cũng là công chúa của một nước, hơn nữa lại là cường giả vương giả cảnh, làm sao có khả năng cam tâm cùng chung một nam nhân với người phụ nữ khác. Cho tới Tô Thanh Thi liền càng không cần phải nói, lấy thực lực và ngạo khí của Tô Thanh Thi, cùng chung một nam nhân với người khác. Dương Diệp vừa nghĩ đã cảm thấy tóc bạc đi nhiều. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, hiện tại thực lực hai nữ nhân này đều cao hơn hắn nhiều. Dưới tình huống như thế, hắn không có khả năng làm gì. Đột nhiên, Dương Diệp dừng bước, nhìn về xa xa, kinh hô. Thanh Thi. Đối diện, Tô Thanh Thi mặc một bộ áo trắng, cầm thanh minh kiếm trong tay nhìn về phía Dương Diệp. Nghe được Dương Diệp, thân hình Tô Thanh Thi hơi động và đi về phía Dương Diệp trước, nói. Lúc trước có người đang theo dõi ngươi. Theo dõi ta. Dương Diệp cả kinh, nói. Làm sao có khả năng? Không phải hắn tự đại, có tiểu gia hỏa ở đây, người nào theo dõi hắn mà không bị phát hiện chứ? Là cường giả tôn giả cảnh. Tô Thanh Thi trầm giọng nói. Mí mắt của Dương Diệp co giật, nói. Cường giả tôn giả cảnh. Là người của Quỷ Tông hay là người của Nhị Hoàng Tử? Nếu như là cường giả tôn giả cảnh, tiểu gia hỏa phát hiện không được cũng rất bình thường. Tô Thanh Thi lắc lắc đầu, nói. Ta chỉ có thể cảm giác được. Cũng không có nhìn thấy đối phương. Ngày hôm nay người chém giết cường giả vương giả cảnh tại cửa thành đế đô, người bây giờ đã bị các thế lực và thế gia chú ý, đặc biệt Quỷ Tông, phỏng chừng bọn họ đã bắt đầu điều tra ngươi. Còn có Bách Hoa Cung, phỏng chừng hiện tại các nàng sẽ không xem thường ngươi như trước kia. Lần này không thể giả heo ăn hổ rồi. Dương Diệp cười cợt, theo ý của hắn là ẩn giấu thực lực, tận lực ít gây chú ý, sau đó làm nên tiếng hót kinh người trên Thanh Vân. Nhưng đáng tiếc hiện tại không xong rồi. Là vì cứu nữ tử tên là Thanh Hồng. Đột nhiên Tô Thanh Thi lên tiếng hỏi. Dương Diệp nhìn Tô Thanh Thi một chút,
thấy đối phương không có tâm tình dị dạng, trong lòng buông lỏng, lập tức hắn gật đầu, nói. Bọn họ là bằng hữu ta gặp được trong thập vạn đại sơn, bọn họ trợ giúp mẫu thân cùng muội muội của ta, chuyện lần này cũng vì ta mà bị liên lụy, vì lẽ đó ta không thể thấy chết mà không cứu. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, không có nói cái gì. Đúng rồi, tại sao ngươi tới nơi này? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Ngươi ngày hôm nay dùng tử linh kiếm. Tô Thanh Thi hỏi. Dương Diệp gật gật đầu, không hiểu nói. Làm sao? Lấy kiếm ra. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự, xoay tay phải, tử linh kiếm xuất hiện trên tay hắn. Tay ngọc của Tô Thanh Thi khẽ động, thanh minh trong tay bay tới trước mặt hai người, cùng lúc đó, tử linh trong tay Dương Diệp bỗng nhiên run lên, sau đó tự động ra khỏi vỏ, bay đến bên cạnh thanh minh kiếm. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, hai thanh kiếm tỏa ra kiếm quang và quấn quýt nhau. Chuyện gì thế này? Dương Diệp nhìn hai thanh kiếm quấn quýt lấy nhau, nghi ngờ nói. Lúc nhìn thấy hai thanh kiếm quấn vào nhau, trong mắt Tô Thanh Thi sinh ra thần thái phức tạp, tay ngọc hơi động, tử linh bay trở về trong tay Dương Diệp, nói. Tử linh cùng thanh minh vốn là một thanh kiếm, tên là tử thanh kiếm, là một trong số ít đạo khí của kiếm tông chúng ta. Vào mấy chục năm trước, phụ thân ta cầm tử thanh kiếm này đại chiến với tông chủ Quỷ Tông, ở trong trận chiến ấy, kiếm linh tử thanh kiếm bị trọng thương, rơi vào hôn mê, mà thân kiếm tử thanh kiếm thì bị hủy. Ý thức của kiếm linh cũng bị phân thanh hai nửa, nếu muốn chữa trị tử thanh kiếm, phải thức tỉnh kiếm linh trong tử linh cùng thanh minh tạo thành kiếm linh tử thanh kiếm. Bất đắc dĩ, cường giả kiếm tông chúng ta không thể làm gì khác hơn là chế tạo tử thanh kiếm thành hai thanh kiếm, sau đó để đệ tử kiếm tông thả ở trong đan điền ôn dưỡng ngày đêm. Hy vọng có thể tỉnh lại kiếm linh trong hai thanh kiếm này. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn không nghĩ tới thanh kiếm trong tay mình chính là đạo khí đấy. Thứ này không thể dùng kim tệ để suy nghĩ. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, tiếp tục nói. Trong kiếm tông, chỉ có ta dùng thanh minh kiếm mới làm thanh minh kiếm phát sinh cảm ứng, vì lẽ đó thanh minh kiếm bị ta đoạt được. Nguyên bản kiếm tông muốn giao tử linh kiếm cho người khác thử xem, thế nhưng bị ta phản đối, vì lẽ đó tử linh kiếm cho tới nay không có dấu hiệu khôi phục. Phản đối? Dương Diệp không hiểu nói. Tại sao phản đối? Nếu như có người có thể tỉnh lại kiếm linh tử linh kiếm, đôi kia kiếm tông mà nói, đây không phải chuyện tốt hay sao? Ánh mắt Tô Thanh Thi nhìn sang nơi khác, nhạt tiếng nói. Nếu như có người có thể làm cho tử linh kiếm sản sinh cảm ứng, vậy ta sẽ đồng thời tu luyện với đối phương, đồng thời cần ta cùng đối phương tâm linh tương thông. Nghe vậy, Dương Diệp mở to mắt, đôi mắt hắn đỏ lên, nói. Làm sao có thể, đương nhiên phải cự tuyệt, từ chối tốt. Đùa giỡn, để Thanh Thi đồng thời tu luyện cùng người khác, tâm linh tương thông, ngẫm lại, Dương Diệp đã kích động muốn giết người. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, nàng không nói lời nào. Làm như cũng cảm giác mình vừa nãy quá kích động, Dương Diệp đỏ mặt, sau đó hắn cười cợt, nói. Thanh Thi, ta hiện tại có thể làm tử linh kiếm sản sinh cảm ứng với ta, chẳng phải nói chúng ta có thể đồng thời tu luyện, sau đó tâm linh tương thông. Tô Thanh Thi xoay người. Nhìn thẳng Dương Diệp, nói. Nếu như ngươi có thể sống sót từ thập vạn đại sơn trở về, chúng ta sẽ đồng thời tu luyện. Nghe vậy, nội tâm Dương Diệp ấm áp, hơi cảm động, nữ tử trước mặt vẫn quan tâm hắn, nhưng phương thức quan tâm của nàng khác với người khác mà thôi. Dương Diệp chậm rãi đi tới Tô trước mặt Thanh Thi, đưa tay kéo hai tay ngọc của Tô Thanh Thi, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng tới gần, thân thể Tô Thanh Thi hơi cứng ngắc bị hắn kéo vào trong lòng. Mũi ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên thân thể Tô Thanh Thi, nhẹ giọng nói. Yên tâm, vì mẫu thân ta, vì ngươi, ta nhất định sẽ từ thập vạn đại sơn trở về. Thân thể mềm mại của Tô Thanh Thi vẫn cứng ngắc như trước, sau một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng đẩy Dương Diệp ra, trên gương mặt lạnh lùng đã đỏ ửng, muốn tránh thoát hai tay Dương Diệp, nhưng mà Dương Diệp vẫn ôm chặt eo của nàng, làm cho động tác của nàng uổng công vô ích. Nhìn Tô Thanh Thi xinh đẹp trước mặt. Nhìn gò má của nàng đỏ ửng e thẹn, Dương Diệp rung động, đầu chậm rãi cúi thấp xuống, ngay khi hắn muốn hôn lên bờ môi đỏ mọng của Tô Thanh Thi, đột nhiên, Tô Thanh Thi tránh thoát Dương Diệp ôm ấp, tay ngọc kéo vai Dương Diệp, thân hình hơi động, nàng đã biến mất. Ngay khi Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi biến mất, một đội hộ vệ đội hoàng gia tự mặc giáp bạc đồng loạt đi ngang qua vị trí Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi vừa đứng. Hộ vệ đội hoàng gia đã đi xa, Dương Diệp cùng Tô Thanh Thi xuất hiện ở vị trí ban đầu.
Lúc này trong lòng Dương Diệp oán hận, hận không thể nâng kiếm chém giết tất cả đội hộ vệ đội hoàng gia, nếu như không phải bị những hộ vệ đội hoàng gia tuần tra cắt ngang, hắn đã hôn nàng. Hiện tại đừng có đùa, bởi vì Tô Thanh Thi cách hắn rất xa, trên mặt đã khôi phục thần thái lạnh lùng. Tuy rằng hắn biết trong lòng Tô Thanh Thi có hắn, thế nhưng muốn thân cận với Tô Thanh Thi một chút, tất cả đều cần thiên thời địa lợi nhân hòa, lúc trước chính là thời cơ tốt nhất, nhưng mà thời cơ này đã không còn. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn mình, vẻ mặt Tô Thanh Thi hơi không tự nhiên, xoay người, nói. Trở về chuẩn bị cẩn thận, Thanh Vân bảng sắp bắt đầu rồi. Nói xong câu này, Tô Thanh Thi không dừng lại, thân hình hơi động, nàng biến mất tại chỗ, chỉ còn lại mùi hương thơm ngát lưu lại nơi này. Ngửi hương thơm nhàn nhạt kia, Dương Diệp thở dài, thấp giọng mắng. Hộ vệ đội hoàng gia chết tiệt. Nói xong, Dương Diệp cũng không dừng lại, thân hình hơi động, hắn biến mất trong bóng đêm. Ngày thứ hai, Dương Diệp đi tới Phủ Văn Sư Công Hội tại Đế Đô. Phủ Văn Sư Công Hội nằm ở phía nam Đế Đô, là thế lực siêu nhiên cực lớn tại Nam Vực, toàn bộ kiến trúc chiếm diện tích hơn 300 trượng, cao hơn 100 trượng, xuyên thẳng mây xanh, từ dưới nhìn lên không thể nhìn thấy đỉnh. Ở Đế Đô, quy mô kiến trúc của Phủ Văn Sư Công Hội chỉ thấp hơn Hoàng Cung Đại Tần Đế Quốc, thế nhưng nói về độ xa hoa, cũng không phải Hoàng Cung Đại Tần Đế Quốc có thể so sánh. Toàn bộ Phủ Văn Sư Công Hội đều làm từ lam tinh thạch, bảo vật huyền giai hạ phẩm, nó còn cứng hơn cả sắt thép. Dựa theo giá thị trường, một khối lam tinh thạch to bằng nắm đấm có thể bán được 500 kim tệ trở lên, mà 500 kim tệ chính là chi tiêu mấy năm của người bình thường trong Nam Vực. Nếu bàn về thực lực, Phủ Văn Sư Công Hội còn không bằng Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc, nhưng nếu muốn bàn về tài lực, cho dù là Đại Tần Đế Quốc thì không ai có thể giàu hơn Phủ Văn Sư Công Hội. Đứng ở cửa Phủ Văn Sư Công Hội, sắc mặt Dương Diệp thay đổi, Phủ Văn Sư Công Hội giàu có đã dọa hắn. Nhìn thấy kiến trúc trước mắt, hắn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là giàu nứt đố đổ vách, những kiến trúc của Kiếm Tông đặt trước mặt tổng bộ Phủ Văn Sư Công Hội chẳng khác gì nhà tranh rách nát. Phủ Văn Sư Công Hội, những người không có liên quan nhanh chóng rời đi. Vào lúc này, một âm thanh truyền ra từ Phủ Văn Sư Công Hội, chợt, một bóng người lướt nhanh ra ngoài. Trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Nhìn thấy người trung niên, mí mắt Dương Diệp giật lên, bởi vì người trung niên trước mắt này lại là một cường giả vương giả cảnh, hơn nữa khí tức chất phác, vừa nhìn đã biết là vương giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Cho cường giả vương giả ngũ phẩm cảnh trông cửa. Áp chế khiếp sợ trong lòng, cổ tay Dương Diệp hơi động, huy chương Phù Văn Sư xuất hiện trên tay hắn, cong ngón tay búng một cái, huy chương bay về phía người trung niên. Tiếp nhận huy chương, sắc mặt người trung niên thay đổi, chợt vội vàng cung kính thi lễ với Dương Diệp, sau đó cung kính trả huy chương cho Dương Diệp, nói. Lúc trước Vương Hán đắc tội rồi. Tiếp nhận huy chương, Dương Diệp cười cợt, nói. Vô sự, phiền phức mang ta đi tìm Lâm Sơn Đại Sư. Đã lâu chưa thấy Tiểu Giao, Dương Diệp đã không thể chờ đợi được nữa. Lâm Sơn Đại Sư. Người trung niên cả kinh, nói. Các hạ có hẹn trước. Dương Diệp lắc lắc đầu. Thấy thế, người trung niên mặt lộ ra vẻ mặt khó xử, nói. Vậy thì rất xin lỗi, tại hạ không thể mang các hạ đi vào gặp Lâm Sơn Đại Sư, bởi vì trừ phi các hạ có hẹn với Lâm Sơn Đại Sư, không phải vậy tại hạ không có quyền lợi một mình dẫn người đi vào gặp Lâm Sơn Đại Sư. Xem ra sư phụ mình có địa vị cao trong Phủ Văn Sư Công Hội. Dương Diệp cười cợt, nói. Là ta đồ đệ của hắn, người dẫn ta đi tìm hắn đi. Hắn sẽ không trách tội ngươi. Ngươi là đồ đệ của Lâm Sơn Đại Sư. Đôi mắt người trung niên kia mở to, một lát sau, hắn nghi ngờ nói. Nhưng mà Lâm Sơn Đại Sư chỉ có một cháu gái, các hạ có bằng chứng gì không? Xin lỗi, không phải ta không tin các hạ, chỉ là việc này tại hạ nhất định phải biết rõ, không phải vậy Lâm Sơn Đại Sư trách tội xuống, tại hạ thực sự không chịu đựng nổi, vẫn xin xem xét. Bằng chứng, Dương Diệp hơi cau mày. Hắn nào có bằng chứng gì? Lắc lắc đầu, ngay khi hắn muốn dùng bùa truyền âm liên hệ Lâm Sơn, một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng Dương Diệp. Ngươi là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư. Nghe vậy, Dương Diệp xoay người nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ nhìn hắn, hai người khoảng 20 tuổi, nam tuấn tú nữ xinh đẹp, đặc biệt nữ tử dung mạo cùng vóc người làm cho Dương Diệp cảm thấy kinh diễm. Nữ tử mặc một bộ trường bào Phù Văn Sư màu tím, không thể nói là tuyệt sắc. Nhưng dung nhan xinh xắn, ngũ quan thanh tú,
vóc người cao gầy thon thả, cực kỳ mê người. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp nhìn vào ngực trái của nữ tử, chỉ thấy ngực trái của nữ tử mang một tấm huy chương màu bạc, trên huy chương có khắc một chữ nho nhỏ, Dương Diệp hơi kinh ngạc, bởi vì nữ tử trước mặt chính là phù sư. Xin chào Bạch tiểu thư, Liễu công tử. Lúc này, người trung niên bên cạnh Dương Diệp thi lễ với hai người kia, cung kính nói. Nữ tử khẽ gật đầu, nói. Vương Hán ngươi đi xuống trước đi. Nghe vậy, Vương Hán vội vã thối lui. Thấy Vương Hán rời đi, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi lúc trước nói ngươi là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư. Dương Diệp gật đầu, nói. Ngươi là... Đang lúc này, thanh niên bên cạnh lắc lắc đầu, nói. Bạch tiểu thư, hắn mới chỉ là phù văn sư tứ phẩm, làm sao có khả năng trở thành đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư. Còn nữa, ngươi và ta chưa từng nghe nói Lâm Sơn Đại Sư thu qua đồ đệ gì. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp cười cợt, cũng không giải thích, xoay người đi vào trong phù văn sư công hội. Thấy Dương Diệp không nói, trực tiếp rời đi, nữ tử cau mày, thanh niên bên cạnh thấy thế vội vàng quát Dương Diệp. Đứng lại! Nghe vậy, Dương Diệp dừng bước lại, xoay người nhìn thanh niên nói. Có việc! Bạch tiểu thư hỏi ngươi, tại sao ngươi không đáp? Thanh niên quát lên. Còn nữa, ngươi nhìn thấy hai người chúng ta. Tại sao không hành lễ? Hành lễ? Dương Diệp cau mày, nói. Ngươi có bệnh, hành lễ với ngươi, ngươi đáng là gì? Hắn làm người chính là người khác tôn kính hắn sẽ tôn kính người khác, nếu như người khác không tôn kính hắn, vậy hắn sẽ không ngốc đến đi tôn kính đối phương. Người trước mắt vênh váo thái độ hung hăng làm cho hắn rất khó chịu, nếu như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cho đối phương sảng khoái. Thật cuồng! Thanh niên giận dữ cười, nói. Ngươi là người cuồng nhất mà ta gặp được trong phù văn sư công hội suốt những năm gần đây, ta cho ngươi biết, mặc kệ sư phụ ngươi là ai, ngươi chết chắc rồi, ngươi biết Bạch tiểu thư trước mắt là ai sao? Nàng là... Vào lúc này, Dương Diệp khoát tay áo một cái, cắt lời của thanh niên, nói. Ta không có hứng thú biết nàng là ai, càng không có hứng thú biết ngươi là ai. Nói xong, Dương Diệp xoay người đi vào trong phù văn sư công hội. Đối với loại người tự cho là đúng như thế, hắn xưa nay không có hảo cảm. Nghe được Dương Diệp nói thế, trong mắt thanh niên bắn ra sát ý lạnh lẽo, ở phù văn sư công hội những năm qua, chưa từng có một phù văn sư trẻ tuổi nào dám nói với hắn như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt nữ tử mà hắn vừa ý. Nghĩ đến đây, thanh niên không còn do dự, tay phải ném mạnh, một tấm bùa chú bay nhanh về phía trước, bùa chú đón gió căng phồng lên, không gian sinh ra chấn động, chợt. Một quả cầu lửa to bằng đầu người xuất hiện trên không trung, hơn nữa còn mang theo tiếng xé gió sắc bén bay thẳng về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, trong mắt bắn ra hàn quang, hắn xoay người, tay phải nắm lại, đột nhiên đánh thẳng về phía trước một cái. Bành! Quả cầu lửa bị phá nát ngay lập tức, cũng hóa thành tia lửa bay đầy trời, bay tán loạn trong không trung. Nhìn thấy Dương Diệp một quyền đánh nát quả cầu lửa, mí mắt thanh niên co giật. Hắn không nghĩ tới thực lực Dương Diệp lại mạnh như vậy. Đang lúc này, nữ tử đứng bên cạnh đang chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng mà Dương Diệp không cho nàng cơ hội. Sau khi dùng một quyền nát quả cầu lửa, đột nhiên chân phải của Dương Diệp đạp xuống, mượn lực lượng của mặt đất lao nhanh về phía thanh niên kia. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu đối phương ra tay với hắn, như vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ. Vào lúc hắn đến gần thanh niên khoảng một trượng, cổ tay của Dương Diệp hơi động. Tử linh kiếm xuất hiện bên tay trái, ngay khi hắn chuẩn bị rút kiếm chém tới, đột nhiên tròng mắt Dương Diệp co rụt lại, hắn dừng thế lao tới và chém mạnh về phía bên phải. Bành! Một đạo phong nhận va chạm với tử linh kiếm của Dương Diệp, ngay sau đó có một đạo sóng khí quét qua chung quanh. Đúng vào lúc này, thanh niên kia cũng tỉnh táo lại, nhìn thấy Dương Diệp lúc trước lại muốn giết hắn, thanh niên vừa giận vừa sợ, cổ tay của hắn hơi động, một cái thuật phù xuất hiện trong tay. Nhìn thấy thanh niên lấy ra một cái thuật phù, bờ môi nữ tử hơi nhếch lên, đang chuẩn bị nói cái gì, thế nhưng đã chậm, bởi vì thanh niên đã ném thanh thuật phù về phía Dương Diệp. Thanh thuật phù có phạm vi bao phủ ít nhất chừng 10 chương, mà mỗi một chương đều tương đương với một môn huyền kỹ huyền giai hạ phẩm, uy lực như vậy có thể tưởng tượng được. Quả cầu lửa, phong nhận, sét, băng tinh, gai đất. Đột nhiên không kịp chuẩn bị, hơn nữa Dương Diệp lại cách thanh niên gần như thế. Vì lẽ đó Dương Diệp lập tức bị nhiều thuật phù bao phủ.
Trước cửa Phù Văn Sư Công Hội sinh ra tiếng nổ lớn kinh người, vô số khói bụi cùng sóng khí khuếch tán ra chung quanh. Khói bụi cùng sóng khí tản đi, cũng lộ ra bóng dáng chật vật của Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp thật sự rất chật vật, tóc của hắn dựng đứng, y phục trên người chỉ miễn cưỡng che thân, tuy trên mặt không xuất hiện vết thương thế nhưng lại biến thành màu đen. Hắn lúc này cảm nhận được cảm giác của tên cường giả linh giả cảnh ngày hôm qua, cũng còn tốt, lúc trước những thuật phù kia không phải mặt hàng cao cấp như Bảo Nhi ném ra, bằng không hắn cũng không chịu nổi. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nhìn tên thanh niên đang ngạc nhiên bên cạnh, trong mắt bắn ra sát ý không chút che giấu, huyền khí trong cơ thể phun trào, tật phong hoa khởi động, chân phải của hắn đạp mạnh, thân hình lướt nhanh về phía tên thanh niên. Dừng tay! Ngay khi Dương Diệp cách thanh niên khoảng một trượng, nữ tử đứng bên cạnh quát lên. Dừng tay, đùa giỡn, nếu như không phải thân thể của hắn có thể so với huyền thú vương giai, hắn hiện tại đã biến thành tro tàn. Tốc độ của Dương Diệp không chỉ có không giảm, trái lại còn lướt nhanh tới trước mặt tên thanh niên, không chút nghĩ ngợi rút kiếm đâm một cái. Nhìn thấy Dương Diệp chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt mình, thanh niên kinh hãi, bởi vì hắn lúc này không thể né tránh, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức kinh khủng đâm về vào ngực của mình. Cong! Ngay khi tử linh kiếm của Dương Diệp cách ngực của thanh niên mấy tấc, trong người thanh niên xuất hiện một đám năng lượng màu vàng đánh bật kiếm của Dương Diệp ra. Dương Diệp thu kiếm, hắn lui nhanh về phía sau, nhìn vòng sáng năng lượng màu vàng bao phủ bên ngoài thân thể thanh niên, Dương Diệp cau mày. Hắn không nghĩ tới, người trước mắt lại nắm giữ huyền bảo phòng ngự như vậy, có thể đánh bật kiếm của hắn trở về, có thể thấy cũng đạt huyền giai trở lên. Trên người có bảo vật huyền giai, nghĩ đến thân phận đối phương nhất định không đơn giản, nhưng như vậy thì thế nào? Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu đối phương muốn đẩy hắn vào chỗ chết như, vậy hắn tự nhiên cũng phải ăn miếng trả miếng. Trên đời này, có bao nhiêu người bị coi thường, đạo lý giảng không thông, nắm đấm mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị động thủ lần thứ hai, nữ tử đứng bên cạnh đi tới trước mặt thanh niên, trong tay của nàng còn cầm thuật phù đang tỏa sáng, nữ tử nhìn Dương Diệp, lạnh lùng nói. Thật độc ác, ta và hắn chỉ hỏi dò ngươi có thật sự là đệ tử của Lâm Sơn Đại Sư hay không, ngươi lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nhìn thấy nữ tử đứng ở trước mặt mình, trong tay cầm thuật phù, thanh niên nhất thời có sức lực, nhìn Dương Diệp, tức giận nói. Nếu ngươi muốn giết ta, ngươi thực sự có can đảm, ta cho ngươi biết, mặc kệ sư phụ ngươi là ai, ngươi cũng chết chắc rồi, không chỉ ngươi, còn cả gia tộc của ngươi cũng phải chết, ta muốn tiêu diệt toàn bộ gia tộc của ngươi. Nghĩ đến lúc trước suýt chút nữa bị người trước mắt một chiêu kiếm đâm chết, thanh niên vừa giận vừa sợ, hắn khiếp sợ người trước mặt lại có thực lực giết hắn. Hắn một cái thuật phù lại không thể giết đối phương, hắn càng tức giận người trước mặt lại dám giết hắn, phải biết, cho dù những hoàng tử Đại Tần đế quốc cùng thiên tài nguyên môn nhìn thấy hắn cũng phải cho ba phần mặt mũi. Hắn khi nào chịu ủy khuất lớn như thế? Nghĩ đến đây, cổ tay thanh niên hơi động, lại có một thuật phù xuất hiện trong tay của hắn, ngay khi hắn muốn ném thẳng về phía Dương Diệp, nữ tử bên cạnh ngăn cản hắn. Nghe được lời của nữ tử, lại nhìn thấy thanh thuật phù trong tay nữ tử. Dương Diệp cảm thấy buồn cười, nhìn nữ tử kia nói. Lúc trước, ta còn tưởng rằng ngươi là một người giảng đạo lý, bây giờ nhìn lại, ngươi và kẻ bên cạnh đều giống nhau. Tuy rằng hơi phí lời, nhưng ta vẫn muốn hỏi một câu, là ai động thủ trước? Là ai dồn ta vào chỗ chết trước? Còn nữa, hắn lúc trước muốn đẩy ta vào chỗ chết, tại sao ngươi không gọi hắn dừng tay? Đến lúc ta muốn đẩy hắn vào chỗ chết thì ngươi lại ra tay, mà hiện tại còn nói ta làm sai. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là trưởng giáo nguyên môn hay là hoàng đế Đại Tần đế quốc? Vừa dứt lời, Dương Diệp không có phí lời, hắn móc một tấm thần hành phù cùng cường lực phù thượng phẩm dán lên người của mình, sau đó thân hình hơi động, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt tên thanh niên, hắn rút kiếm chém lần thứ hai. Lần này, Dương Diệp không còn lưu thủ, kim sắc huyền khí và cường lực phù ra chỉ lực lượng thân thể, tốc độ rút kiếm của Dương Diệp so còn nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Uy lực chí ít cũng tăng cao gấp đôi, trong nháy mắt tử linh kiếm ra khỏi vỏ, trong không khí phát ra tiếng rít vô cùng chói tai. Tốc độ của Dương Diệp thật sự quá nhanh, lúc kiếm tới gần thì thanh niên cùng nữ tử vẫn không phản ứng lại, Dương Diệp đã đi tới trước mặt bọn họ, cảm nhận được khí thế khủng bố tỏa ra trên người Dương Diệp, thanh niên kia sợ hãi. Bành! Tử linh kiếm nhanh chém thẳng vào đầu của thanh niên, năng lượng màu vàng lại xuất hiện lần nữa,
nó đã ngăn cản một kiếm của Dương Diệp. Tay của Dương Diệp run lên, Tử Linh kiếm suýt nữa tụt ra khỏi tay, sau một khắc, trong mắt Dương Diệp bắn ra một tia hào quang tàn nhẫn, quát lên. Phá! Vừa dứt lời, đột nhiên tay phải của hắn ép mạnh xuống dưới. Bành! Một âm thanh như pha lê vỡ nát vang lên. Cảm nhận được vòng bảo hộ màu vàng năng lượng bị phá nát, thanh niên kinh hãi gần chết, thân thể của hắn theo bản năng tránh sang bên cạnh, nhưng mà vẫn hơi muộn, Tử Linh kiếm của Dương Diệp đã chém vào vai phải của hắn. A! À, đôi mắt thiếu niên mở to, hắn không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Khi tiếng thét thảm thiết của thanh niên vang lên, một cánh tay mang theo một luồng máu tươi bay ra ngoài. Ngay khi Dương Diệp còn muốn một kiếm chém bay đầu thanh niên, nữ tử đứng bên cạnh cũng phục hồi tinh thần lại, sau đó tay ngọc ném ba tấm thuật phù về phía Dương Diệp. Dương Diệp dừng bước lại, cổ tay hơi động, Tử Linh kiếm chém thẳng về phía ba tấm thuật phù một cái, ba đạo kiếm khí màu vàng óng bay ra từ mũi kiếm. Mặc dù lúc trước hắn trúng thuật phù của thanh niên, đó là bởi vì hắn quá bất cẩn, không nghĩ tới đối phương có nhiều pháp thuật như vậy, hiện tại hắn sớm lưu ý tới nữ tử kia rồi, vì lẽ đó tự nhiên cũng có phòng bị. Bành bành bành! Kiếm khí va chạm với pháp thuật và biến mất không trung. Mí mắt của nữ tử co giật, thực lực của người trước mắt quá mạnh mẽ. Ngay khi nàng chuẩn bị nói chuyện, Dương Diệp đã hành động, chỉ thấy tay của Dương Diệp cầm Tử Linh kiếm chém thẳng vào nữ tử, một đạo kiếm khí màu vàng óng bay nhanh về phía nữ tử. Cùng lúc đó, thân hình Dương Diệp hơi động, hắn theo sát phía sau kiếm khí và tiến sát người nữ tử. Thân phận nữ tử trước mắt chắc chắn không đơn giản, thế nhưng thì như thế nào? Hắn cũng chỉ có thể bị đối phương giết mà không thể hoàn thủ sao? Dương Diệp hắn không quản hậu quả sau đó, nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta sẽ giết ngươi, tất cả chỉ đơn giản như vậy. Nữ tử trước mặt có dung mạo rất dễ nhìn, thế nhưng việc này có quan hệ gì với hắn? Hắn thương hương tiếc ngọc, nhưng tuyệt đối sẽ không thương hương tiếc ngọc với kẻ thù của mình. Đối xử kẻ địch, mặc kệ đối phương là hài tử hay nữ nhân, hắn đều giết không tha. Thấy Dương Diệp lại muốn giết hắn, nữ tử biến sắc, ngón tay ngọc điểm về phía trước, lại có ba tấm thuật phù bay về phía Dương Diệp, thuật phù đón gió nổ tung, một tia chớp to như cánh tay một quả cầu lửa to khoảng một mét, một phong nhận cực kỳ sắc bén bay thẳng về phía Dương Diệp. Lần này Dương Diệp cũng phải biến sắc, bởi vì này ba tấm thuật phù này có một tấm thuật phù cao cấp, cũng tương đương với một môn huyền kỹ mạnh mẽ. Dương Diệp không dám khinh thường, hắn dừng bước lại. Huyền khí trong cơ thể rót vào bên trong Tử Linh kiếm, sau đó hắn chém thẳng vào ba tấm thuật phù đang bay tới. Bành! Không trung, ba tấm thuật phù va chạm với ba đạo kiếm khí màu vàng óng của Dương Diệp, ngay sau đó có sóng khí quét qua, tia chớp thô to như cánh tay vẫn vượt qua tất cả trở ngại, sau đó tiếp tục đánh thẳng về phía Dương Diệp. Lần này, Dương Diệp chân chính được kiến thức phù văn sư mạnh mẽ, nữ tử trước mắt và thanh niên kia chỉ có thực lực tiên thiên cảnh, thực lực cũng không mạnh. Thế nhưng thanh niên kia suýt nữa đã giết hắn, mà hiện tại nữ tử còn kinh khủng hơn, bởi vì hiện tại hắn không thể không bộc lộ một ít lá bài tẩy, không phải vậy, hắn căn bản không thể ngăn cản thuật phù có thể sánh ngang huyền kỹ huyền cấp. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị triển khai kiếm ý, một tia sáng tím xuất hiện trên người Dương Diệp, nhìn thấy tia sáng tím này, Dương Diệp vui vẻ, hắn lại quên đi tiểu gia hỏa, có tia sáng màu tím này, Dương Diệp từ bỏ triển khai kiếm ý, hắn tùy ý cho tia chớp đánh chúng. Ầm, tiếng nổ vang rung trời, mặt đất run lên, khói bụi bay lượn, vào lúc này, toàn bộ phù văn sư công hội đều chấn kinh. Không chỉ có phù văn sư công hội, cho dù là một ít cường giả chung quanh cũng giật mình, ai ăn gan hùm mật gấu lại dám đến phù văn sư công hội gây sự. Rất nhanh, từng cường giả đã chạy tới phù văn sư công hội. Khói bụi tản đi, Dương Diệp bước ra khỏi vụ nổ, trong mắt nữ tử co rụt lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và khó mà tin nổi. Dương Diệp không nói nhảm, thân hình hơi động, hắn đã đi tới trước mặt nữ tử, sau đó rút kiếm chém một kiếm. Dừng tay. Đang lúc này, một giọng nói hùng hậu truyền từ bên trong phù văn sư công hội ra ngoài. Mí mắt Dương Diệp hơi co giật, bởi vì người nói chuyện chí ít cũng là cường giả linh giả cảnh trở lên, nghĩ đến nữ tử lúc trước thi triển thuật phù trung cấp với hắn, Dương Diệp không đang do dự, tốc độ công kích của hắn nhanh hơn vài phần. Đối phương chính là linh giả cảnh thì làm sao? Nữ nhân này có chỗ dựa, Dương Diệp hắn không có. Sư phụ dùng làm gì? Chính là dùng để ra mặt vào thời khắc mấu chốt như hiện tại. Thật là to gan. Lần này,
giọng nói không phải truyền ra từ Phù Văn Sư Công Hội, mà là từ phía sau Dương Diệp. Trong mắt của Dương Diệp co rụt lại, hắn không dám chém nữ tử trước mắt, bởi vì hắn cảm nhận được lực lượng công kích cường đại đánh tới từ phía sau. Hắn hơi buông tay, tử linh kiếm tuột tay mà ra, đôi mắt nữ tử mở to, nhưng tử linh kiếm nhanh như chớp giật không cắt qua cổ của nàng, nó chỉ nằm ngang cổ nàng, dính sát vào đó. Mà Dương Diệp xoay người lại, tay phải của hắn đánh thẳng về phía trước. Bành! Dương Diệp bay ngược về phía sau, trên không trung, hắn nhìn rõ đối thủ của mình là ai, đối thủ của hắn là một lão nhân tóc bạc trắng, trên người lão nhân mặc một bộ trường bào phù văn sư màu đen, trên người không có mang huy chương, không biết mấy phẩm, lúc này lão nhân kia đang dùng ánh mắt đầy lửa giận nhìn hắn. Một đòn đẩy lùi Dương Diệp, lão nhân tiến lên phía trước, tay phải nắm thành quyền, chuẩn bị tấn công Dương Diệp lần thứ hai. Vào lúc này, Dương Diệp rơi xuống đất lạnh lùng nói. Lão già, người động thủ ta sẽ giết nữ tử này. Thực lực của hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại lão già trước mặt, bởi vì trong cơ thể hắn lúc này đã sinh ra chấn động như sóng to gió lớn, khí tức không thuận, lão già trước mặt tuyệt đối là cường giả tôn giả cảnh. Nghe vậy, lão nhân ngừng tay, hắn nhìn thấy tử linh kiếm kề sát vào cổ của nữ tử, lão nhân hơi cau mày, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Khống kiếm thuật thật kỳ diệu, ngươi là đệ tử kiếm tông. Không phải. Dương Diệp cũng cau mày, nói thầm vì sao sư phụ còn chưa tới. Dương Diệp hắn không phải mãng phu, hắn sở dĩ dám ra tay trước cửa Phù Văn Sư Công Hội chính là bởi vì Lâm Sơn. Chuyện này đã rất lớn, nếu như Lâm Sơn còn không ra mặt, lẽ nào thật sự muốn hắn đánh với lão giả thực lực tôn giả cảnh hay sao? Lão nhân chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó bỗng nhiên quát lên. Nhanh chóng cút đi, không phải vậy đừng trách Phù Văn Sư Công Hội vô tình. Lão nhân nói xong, những khí tức cường giả đang ẩn nấp chung quanh lập tức rút lui. Một hồi lâu sau, lão nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi uy hiếp ta. Phải. Dương Diệp đối mặt với đối phương, mặc dù đối phương rất có khả năng là cường giả tôn giả cảnh, thế nhưng hắn cũng không sợ, quá mức thì chạy thôi. Lão nhân híp mắt lại, trong mắt hắn bắn ra hàn quang đáng sợ, đột nhiên, hắn nhìn thấy thanh niên nằm ngất trên mặt đất. Sau đó lại nhìn tử linh kiếm dính sát vào cổ của nữ tử, cuối cùng hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, ngươi là phù văn sư, hẳn là có sư phụ, thế nhưng lão phu phải nói cho ngươi biết, ngươi ngày hôm nay và sư phụ của ngươi đều xong đời rồi, hai người này không phải ngươi có thể trêu chọc. Thật sao? Dương Diệp nói. Sư phụ của ta là Lâm Sơn, ta cũng sẽ xong đời sao? Có bắp đùi to, đương nhiên phải ôm. Dương Diệp không phải là người cổ hủ. Sư phụ ngươi là Lâm Sơn. Lão nhân hơi cau mày, nói. Ngươi đùa gì thế, Lâm Sơn lão thất phu kia không phải chỉ có tiểu ma nữ Bảo Nhi hay sao? Lúc nào hắn có thêm đồ đệ? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu như để Lâm Sơn lão thất phu kia biết ngươi dám giả mạo đệ tử của hắn, hắn sẽ lột da của ngươi ra. Có phải giả mạo hay không, chẳng phải ngươi bảo hắn đi ra sẽ biết hay sao? Lúc này Dương Diệp rất phiền muộn, tại sao hắn nói thật mà không ai tin chứ? Muốn nói trước đây hắn nói là đệ tử Lâm Sơn thì hơi có thành phần giả mạo, thế nhưng hiện tại hắn là hàng giả thành thật. Ngươi thực sự là đệ tử của Lâm Sơn lão thất phu kia? Nhìn thấy Dương Diệp biểu hiện, lão nhân cau mày hỏi, bởi vì hắn cảm thấy thiếu niên trước mắt nói chuyện không giống như giả dối. Thật 100%, ngươi bảo sư phụ của ta đi ra chẳng phải sẽ biết. Dương Diệp nói. Lão nhân lắc lắc đầu, nói. Hắn hiện tại tạm thời không ra được, hắn đang mở hội nghị với mấy lão gia hỏa khác, người thả nữ tử kia ra trước, chờ hắn họp xong sẽ gặp ngươi. Thả ra nàng. Dương Diệp lắc đầu, nói. Tiền bối, ngươi đừng đùa, ta thả nàng, nếu như ngươi ra tay với ta, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, như vậy đi, ngươi bảo Bảo Nhi tới đây, Bảo Nhi sẽ không đi họp đấy chứ. Nàng vừa đến không phải có thể chứng minh thân phận của ta hay sao? Tiểu tử, nếu như ngươi thực sự là đệ tử của Lâm Sơn, vậy ngươi tốt nhất nên thả nàng ra, ngươi biết nàng là ai không? Lão nhân nói, nếu như ngươi thực sự là đệ tử của Lâm Sơn lão thất phu, vậy ngươi phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Nếu sau đó Lâm lão thất phu biết ngươi muốn giết nàng, ngươi nhất định sẽ bị giam cả đời, quan trọng nhất chính là sư bá của ngươi sẽ không bỏ qua cho ngươi.
đúng rồi, sư bá của ngươi chính là hội trưởng Phù Văn Sư Công Hội. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn ra, quay đầu liếc mắt nhìn nữ tử kia, nói. Tiền bối, ngươi đừng đùa, nàng lúc trước còn cổ vũ nam nhân kia giết ta, nàng là sư tỷ của ta. Cho dù như thế, ta cũng sẽ không nhận sư tỷ như vậy. Ta lúc trước chỉ hỏi ngươi có phải là đệ tử Lâm Sư Thúc hay không. Vào lúc này, nữ tử kia nói chuyện. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói. Hỏi, ta không trả lời ngươi. Ta nói phải, ngươi tin không? Ngươi không tin, ta có biện pháp gì? Còn nữa, vào lúc nam nhân kia động thủ với ta, tại sao ngươi không ngăn lại? Không chỉ có không ngăn lại, trái lại còn giúp hắn tới đối phó ta, sư tỷ. Đừng đùa, ngươi thành thật một chút cho ta, nếu như dám có dị động, ngươi xem ta có dám cắt đầu của ngươi hay không? Nữ tử chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, mí mắt nàng co giật, chỉ thấy tử linh kiếm đã tiến sát cổ nàng một phần, một tia máu tươi chảy ra khỏi cổ của nàng, nhìn về phía Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp lạnh lùng nói. Ngươi đừng phí lời với ta cũng không có hứng thú phí lời với ngươi. Nói xong, Dương Diệp nhìn về phía lão nhân, nói. Tiền bối, phiền phức ngươi đi gọi Bảo Nhi đi ra. Lão nhân cau mày, nói. Hiện tại lão phu đã tin tưởng ngươi là đệ tử của Lâm lão thất phu, cũng chỉ có Lâm lão thất phu mới thu người tàn nhẫn và to gan như ngươi làm đệ tử. Tiểu tử, thả sư tỷ của ngươi, ta bảo đảm không ra tay với ngươi. Dương Diệp hít sâu một hơi, biết lần này không thể giết nam và nữ nhân này. Nói, tiền bối, nữ tử này chính là sư tỷ của ta, vậy nam nhân kia là ai? Hắn có lai lịch gì? Hơn nữa lúc trước tiền bối người nói mặc kệ sư phụ ta là ai thì ta và sư phụ ta cũng phải xong đời, chẳng lẽ nam nhân này chính là con rể hội trưởng Phù Văn Sư Công Hội hội trưởng hay sao? Lão nhân nhìn nữ tử một chút, nói. Tuy rằng chưa phải, nhưng cũng sắp rồi. Hiện tại hắn bị ngươi chặt đứt một tay, phỏng chừng sẽ không thành. Đúng rồi, gia gia của hắn là một trưởng lão của Phù Văn Sư Công Hội, địa vị tuy rằng không bằng sư phụ ngươi. Nhưng hắn có địa vị cao trong Phù Văn Sư Công Hội, nói chung, ngươi có phiền phức rồi. Tay phải của Dương Diệp hơi động, tử linh kiếm bay trở về trong tay hắn, sau đó chậm rãi đi tới gần nam nhân kia, nói. Phiền toái thì phiền toái đi, cũng không thể bởi vì sợ phiền phức mà có thể nhìn hắn giết ta, mà ta không thể giết hắn. Đang lúc này, nữ tử kia che trước mặt nam nhân kia, nhìn Dương Diệp, trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn giết hắn, làm sao, người muốn ngăn cản ta? Dương Diệp nói. Ta nói rõ trước, nếu như ngươi ra tay với ta, ta bảo đảm nhất định sẽ giết ngươi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng đùa, hắn yêu thích chấm dứt hậu hoạn. Nghe vậy, mí mắt của lão già co giật, thầm mắng người điên, Lâm Sơn là lão già điên, cháu gái của hắn là tiểu ma nữ, mà hiện tại đồ đệ càng là người điên, chẳng phải không thành người nhà thì không về chung nhà. Nữ tử ngẩn ra, người trước mắt này làm sao vậy? Đã biết rồi thân phận của nàng, còn không chừa chút tình cảm nào, hắn thật sự không sợ hay sao? Ngay khi nữ tử sững sờ, Dương Diệp đã hành động, hắn vòng qua nữ tử, cầm tử linh kiếm trong tay chém vào cổ của nam tử. Mọi việc lưu một đường, ngày sau dễ nhìn nhau, đây là phí lời, hắn dám khẳng định, nếu hôm nay không giết người thanh niên này, ngày sau gặp lại, đối phương tuyệt đối sẽ trả thù hắn. Cho dù không dám làm công khai, nhưng khẳng định sẽ chơi mở ám. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn không thích lưu con rắn độc ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào mình. Cho dù là gia gia của thanh niên rất trâu bò, bất kể gia gia của hắn là ai, trước hết giết lại nói, có việc gì cứ để sư phụ đi gánh. Đương nhiên lão giả sẽ không nhìn Dương Diệp giết thanh niên trước mặt hắn, bởi vì như vậy, gia gia của thanh niên kia sẽ hận hắn, tuy rằng hắn không sợ. Nhưng thực sự không cần thiết tạo ra kẻ địch cho mình. Vì lẽ đó lúc kiếm của Dương Diệp không thể đánh xuống, bởi vì lão nhân xuất hiện ở trước mặt thanh niên. Nhìn thấy lão nhân xuất hiện ở trước mặt thanh niên, Dương Diệp thu kiếm, nhún vai một cái, nói. Nếu tiền bối muốn bảo đảm hắn, vậy vãn bối sẽ cho tiền bối mặt mũi, không giết là được rồi. Nhưng nếu ngày sau hắn dám đối phó vãn bối, hoặc là vãn bối bất hạnh chết trong tay hắn, sư phụ vãn bối nhất định sẽ đi đòi công đạo của tiền bối. Nghe vậy, lão nhân giận dữ, nói. Tiểu tử, chuyện của ngươi và hắn thì liên quan gì tới lão phu? Lão phu không cho ngươi giết hắn, đó là bởi vì không thể một mình động võ ở trước Phù Văn Sư Công Hội,
Ngươi muốn giết hắn, được, chỉ cần không phải ở Phù Văn Sư Công Hội là được, tùy tiện ngươi giết, cho dù ngươi giết sư tỷ tiện nghi của ngươi cũng không sao. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị nói chuyện, lão giả lúc trước giận dữ đột nhiên hơi cau mày, nói. Tiểu tử, ngươi sắp xui xẻo rồi. Dương Diệp ngẩn ra, không biết lão nhân có ý gì, vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên truyền ra từ bên trong Phù Văn Sư Công Hội, chợt. Một bóng người lao ra khỏi Phù Văn Sư Công Hội, thời gian một giây sau, bóng người kia đã xuất hiện giữa trường. Người đến cũng là lão giả mặc trường bào Phù Văn Sư màu đen, trong khóe mắt của lão giả có một tia dữ tợn, khi lão giả nhìn thấy thảm trạng của thanh niên nằm trên mặt đất, sắc mặt lão giả càng biến thành hung ác, ánh mắt nhìn về phía lão giả bên cạnh hắn, tức giận nói. Ninh Tu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh lão hất hàm về phía Dương Diệp, hắn hả hê nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì, Phong Dương, cháu của ngươi hung hăng quen rồi, lần này đã phải tấm sắt, chính là hắn, không sai, cháu của ngươi biến thành như vậy là do hắn làm đấy. Nghe vậy, sắc mặt Dương Diệp đen lại, lão giả này là bằng hữu của sư phụ mình mà không phải là kẻ thù. Hắn hiện tại không có thời gian nghĩ nhiều như thế, bởi vì lão giả gọi là Phong lão đầu đã nhìn sang hắn, hơn nữa trong mắt mang theo sát ý lạnh lẽo không thể che giấu, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp phun trào. Cổ tay hơi động, ẩn kiếm xuất hiện trong tay. Thực lực của Phong Dương trước mặt không phải là tôn giả cảnh, hắn chỉ có thực lực linh giả cảnh đỉnh cao, hắn cũng không dám có một tia bất cẩn, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể chống đỡ một hồi, chờ tới khi Lâm Sơn tới mà thôi. Phong Dương không nói một câu phí lời, tay phải của hắn cách không đánh một chảo về phía Dương Diệp, một dấu bàn tay năng lượng khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt, tay phải hơi chấn động một cái, chợt. Dấu bàn tay năng lượng thật lớn mang theo khí tức kinh khủng, nó giống như năm ngọn núi lớn đang ép thẳng về phía Dương Diệp. Nhìn thấy dấu bàn tay năng lượng đó, Ninh Thu biến sắc, hắn không nghĩ tới Phong Dương lại triển khai huyền kỹ huyền giai thượng phẩm. Một cường giả linh giả cảnh đỉnh cao triển khai huyền kỹ huyền giai thượng phẩm, uy lực đã tiếp cận cường giả vương giả cảnh triển khai huyền kỹ huyền giai. Dựa theo ý của hắn là muốn nhìn xem thực lực đệ tử Lâm Sơn mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới Phong Dương lại hạ sát thủ. Ngay khi hắn muốn chuẩn bị ra tay cứu viện, đột nhiên, hắn giật mình, sau đó cũng áp chế huyền khí trong người, hai mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ và khiếp sợ, gia hỏa tiên thiên cảnh trước mặt có thể đối kháng với linh giả cảnh. Lúc Phong Dương triển khai huyền kỹ, trong mắt của Dương Diệp co rụt lại, huyền khí trong cơ thể chuyển động điên cuồng bao phủ khắp toàn thân, ánh kiếm màu vàng nhàn nhạt xuất hiện, một giây sau. Đột nhiên chân phải của Dương Diệp đạp mạnh vào mặt đất, thân thể hắn lướt đi thật nhanh, hắn tới gần dấu bàn tay khổng lồ kia và rút kiếm chém mạnh. Nhìn thấy Dương Diệp dám ngạnh kháng huyền kỹ của mình, khóe miệng Phong Dương nhếch lên đầy xem thường, run rế tiên thiên cảnh dám chủ động công kích trước mặt hắn. Thực sự không biết tự lượng sức mình. Trong ánh mắt xem thường của Phong Dương, Dương Diệp đã va chạm với dấu bàn tay lớn hơn gấp mấy lần. Một vệt kim quang xuất hiện giữa không gian. Ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, chợt, dấu bàn tay năng lượng bị phá nát. Nữ tử và Ninh Tu đứng gần đó ngây người như phỗng, cường giả linh giả cảnh triển khai huyền kỹ lại bị thiếu niên này phá được. Làm sao có khả năng? Phong Dương thấp giọng lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Dương Diệp lại lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của kiếm tâm thanh minh, vào lúc Phong Dương triển khai huyền kỹ, hắn dựa vào bản năng nhận ra khuyết điểm trong huyền kỹ. Bất kỳ huyền kỹ gì cũng có khuyết điểm cùng lỗ thủng, mà kiếm tâm thanh minh lại giúp hắn nắm bắt được khuyết điểm và lỗ thủng trong huyền kỹ trong nháy mắt. Mạc lão nói kiếm tâm thanh minh khủng bố còn hơn cả kiếm ý, ban đầu Dương Diệp là hơi không tin, thế nhưng hiện tại. Hít sâu một hơi, Dương Diệp nhìn về phía Phong Dương, trên mặt bắn ra một tia dị sắc, hơi suy nghĩ, tử linh kiếm nằm ngang cổ của nữ tử hóa thành một tia sáng lao nhanh về phía Phong Dương. Cùng lúc đó, chân phải của Dương Diệp đột nhiên đạp xuống, hắn mượn lực từ mặt đất và nhờ vào tật phong hoa còn có thần hành phù gia trì, hắn hóa thành tàn ảnh đuổi theo sát tử linh kiếm lao về phía Phong Dương. Dương Diệp xưa nay không thích bị động, mặc dù đối diện là cường giả linh giả cảnh, nhưng vậy thì như thế nào? Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn, hắn không động thủ, Phong Dương cũng sẽ động thủ, vậy tại sao hắn không động thủ trước? Nhìn thấy tử linh kiếm tự động tấn công tới. Trong mắt Phong Dương bắn ra một tia kinh ngạc, khống kiếm thuật thật tinh diệu, rất nhanh, ngạc nhiên đã biến thành phẫn nộ, bởi vì run rế trước mắt lại dám chủ động tấn công hắn,
tiên thiên cảnh ra tay với cường giả linh giả cảnh, đùa gì thế? Đây là làm nhục hắn sao? Dưới cơn thịnh nộ, Phong Dương không lưu thủ, cong ngón tay búng một cái, một tia huyền khí bắn nhanh ra ngoài, cũng bắn về phía Tử Linh Kiếm, Tử Linh Kiếm bị đánh bay ra ngoài, nhưng sau một khắc, Tử Linh Kiếm lại hóa thành tia sáng tím bắn thẳng về phía Phong Dương. Lần này, không chỉ có Phong Dương, cho dù là Ninh Tu cùng nữ tử kia cũng chấn kinh rồi. Kiếm Tông lúc nào xuất hiện kiếm kỹ tinh diệu tuyệt luân như thế? Việc này đúng là quá khó tin nổi. Vào lúc này, Dương Diệp đã đi tới phía trước Phong Dương, hắn không chút do dự rút ẩn kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một luồng ánh kiếm tàn nhẫn chém thẳng vào đầu Phong Dương. Phong Dương hừ lạnh một tiếng, hắn vung tay phải lên, một luồng kình phong quét qua người của Dương Diệp trúng một đòn nghiêm trọng như thế, thân thể bay ngược ra ngoài, trên không trung, hai chân Dương Diệp đạp xuống hư không để ổn định thân hình, hơi suy nghĩ, Tử Linh Kiếm vốn đang lao tới tấn công Phong Dương cũng thay đổi phương hướng đột ngột. Chỉ trong nháy mắt đã đặt trên cổ thanh niên nằm trên mặt đất. Lão bất tử, người động thủ thử xem, ta sẽ làm đầu cháu của ngươi dọn nhà. Áp chế khó chịu trong lòng, Dương Diệp nhìn Phong Dương và lạnh lùng nói. Một đòn lúc trước, Dương Diệp đã biết, hắn lúc này không phải là đối thủ của Phong Dương, nếu như có vài tờ thuật phù cao cấp, hơn nữa còn vận dụng huyết sát châu, có lẽ hắn có cơ hội nhỏ bé giết lão giả này, vấn đề là hắn hiện không có thuật phù cao cấp, còn huyết sát châu. Huyết sát châu cũng khó có thể đối phó lão giả trước mặt. Bởi vì thực lực của lão giả này còn mạnh hơn Tô Thanh Thi một ít. Ngươi uy hiếp ta. Tay phải của Phong Dương chậm rãi nắm chặt, huyền khí trong cơ thể không ngừng quay cuồng. Chính là uy hiếp ngươi. Dương Diệp cười gằn một tiếng, nói. Tiền bối, nếu ngươi không tin, vậy thì đi về phía trước một bước, ngươi xem ta có dám cắt đầu cháu của ngươi hay không. Phong Dương híp mắt lại. Hắn dám uy hiếp một cường giả linh giả cảnh. Ngay khi hắn sắp đi về phía trước một bước, Ninh Tu nói. Phong Dương, nếu như ngươi không muốn cháu của ngươi có việc gì, ngươi tốt nhất nên nghe hắn. Hắn giết cháu của ngươi sẽ không có việc gì, nếu như ngươi giết hắn, ta dám cam đoan, cả đời này ngươi không được bình an. Ngươi có ý gì? Phong Dương nhìn Ninh Tu, trầm giọng nói. Còn có ý gì? Ninh Tu trợn tròn mắt, nói. Ngươi biết sư phụ tiểu tử này là ai không? Là Lâm Sơn lão phong tử kia, nếu ngươi giết đồ đệ của hắn, với tính tình của Lâm Sơn, ta dám cam đoan, từ ngươi trở xuống, tất cả người thân của ngươi sẽ chết hết. Nghe vậy, mí mắt Phong Dương co giật, nói. Hắn là đệ tử của Lâm Sơn lão thất phu kia. Phong Dương gật gật đầu, nói. Tuy rằng ta còn không chứng cứ, thế nhưng 89 phần 10 là thật. Nếu như không phải đệ tử Lâm Sơn, tiểu tử này dám lớn lối như vậy sao? Còn nữa, ngươi tuyệt đối đừng cho rằng hắn không dám giết cháu của ngươi, nếu như lúc trước không phải ta ngăn cản, hắn còn dám giết sư tỷ của mình. Vì lẽ đó, vì cái mạng nhỏ của cháu ngươi, ngươi không động thủ cho thỏa đáng. Một lát sau, Phong Dương hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt dữ tợn nói. Đệ tử của Lâm Sơn thì làm sao? Đệ tử của Lâm Sơn có thể giết cháu của ta? Ninh lão đầu! Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ Lâm Sơn, quá mức mọi người đánh nhau chết sống là được. Ninh Tu lắc lắc đầu, nói. Phong lão đầu, ta không phải nói ngươi sợ Lâm Sơn, ta chỉ nói là, nếu như ngươi dám động thủ, tiểu tử kia tuyệt đối dám giết cháu của ngươi. Còn nữa, tiểu tử này trẻ tuổi như vậy đã có thực lực kinh khủng như thế, lần này hắn tuyệt đối đại biểu kiếm tông tới tham gia thanh vân bảng, nói không chắc hắn chính là đệ tử của Túy đạo nhân, ngươi suy nghĩ một chút. Vừa nãy hắn triển khai kiếm kỹ kia, ngươi và ta trước đây chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe thấy, nếu như không phải Túy đạo nhân, thế gian này còn có ai có thể có kiếm kỹ tinh diệu như vậy? Nếu như ngươi giết hắn, Túy đạo nhân nổi điên lên, đừng nói ngươi là một tên thiên phù sư, cho dù toàn bộ phù văn sư công hội gộp lại cũng không thể bảo vệ được ngươi và phong gia của ngươi. Nghe thấy ba chữ Túy đạo nhân, mí mắt Phong Dương co giật, so với Lâm Sơn, hắn vẫn có thể liều một trận. Nhưng nếu như đối mặt với Túy đạo nhân, không, bọn họ căn bản không phải một cấp bậc. Kiếm tông có thể trèo chống mấy trăm năm qua không ngã, tất cả đều bởi vì có Túy đạo nhân tỏa chấn, đồng thời còn có thể duy trì vị trí một trong sáu thế lực lớn. Như Ninh Tu từng nói, nếu như chọc giận nhân vật trong truyền thuyết này, phong gia của hắn thật sự không chịu đựng nổi lửa giận của Túy đạo nhân. Sư phụ ngươi có là Túy đạo nhân? Phong Dương nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi. Ngươi đoán? Đương nhiên Dương Diệp sẽ không nói không phải, nhưng cũng không thừa nhận,
đùa gì thế, hắn đã lâu rồi không có giả mạo thành đồ đệ của người ta. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là sợ sau đó có phiền phức, Túy đạo nhân, đó là thần bảo hộ của kiếm tông, hắn hiện tại không trêu chọc nổi. Mí mắt của Phong Dương co giật, hắn có xúc động xuất trưởng đánh chết Dương Diệp. Nghĩ lại tới Dương Diệp lúc trước thi triển kiếm kỹ phá tan huyền kỹ của hắn, Phong Dương hít sâu một hơi, hắn áp chế cảm xúc động thủ. Thiếu niên trước mắt chỉ là huyền giả tiên thiên cảnh, thế nhưng thực lực của hắn đã không kém gì vương giả cảnh, đặc biệt kiếm kỹ quỷ dị kia, nếu như thiếu niên trước mắt có cảnh giới cao hơn một chút, chính hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Dương càng cảm thấy Dương Diệp chính là đệ tử của Túy đạo nhân, bởi vì chỉ có Túy đạo nhân mới có thể dạy dỗ ra yêu nghiệt như thế. Một lát sau, Phong Dương trầm giọng nói. Thả cháu của ta ra, ta không giết ngươi. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngớ ngẩn sao? Dương Diệp châm chọc nói. Ngươi nói không giết thì không giết. Nếu như ta thả cháu của ngươi, ngươi lại động thủ với ta, ta chỉ là một huyền giả tiên thiên cảnh nho nhỏ, ta có thể sống nổi trước mặt linh giả cảnh hay sao? Tiểu tử, ngươi đừng được voi đòi tiên. Phong Dương trầm giọng nói. Đang lúc này, Ninh Thu nói. Tiểu tử, thả cháu của hắn ra. Ta cam đoan với ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không động thủ với ngươi, thế nào? Hắn cũng sợ Dương Diệp nhất thời kích động giết cháu của Phong Dương, bởi vì như vậy sẽ kết thành tử thù, người không chết sẽ không chấm dứt. Hiện tại mọi người còn có thể lui một bước, thực sự không cần thiết nháo đến mức đó. Dương Diệp do dự, tay hơi động, tử linh kiếm bay trở về trong tay hắn. Đối với lão giả Ninh Tu, hắn hơi có tin tưởng, bởi vì lão giả này lúc trước nói chuyện giúp hắn. Không phải vậy hắn hiện tại sẽ liều cá chết rách lưới với Phong Dương. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng thực sự không cần phải vậy. Hơn nữa tên thanh niên kia đã bị cụt tay, nếu như sau này đối phương thức thời, hắn đương nhiên sẽ không đi gây phiền phức cho đối phương, thế nhưng nếu như không thức thời, vậy đừng trách hắn. Phong Dương không hề động thủ, thân hình hơi động, hắn đi tới bên cạnh thanh niên nằm trong vũng máu, tuy rằng thanh niên bị thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng cũng may thanh niên đã dán một tấm trị liệu phù cho mình, cho nên hắn không có nguy hiểm tới tính mạng. Thế nhưng Phong Dương vẫn không nén được lửa giận trong lòng, hắn muốn chém Dương Diệp thành muôn mảnh. Nhưng cũng may hắn còn có lý trí nên không hề động thủ, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Dương Diệp một chút, sau đó dùng ánh mắt sâu xa nhìn nữ tử kia, lúc này mới mang theo thanh niên kia rời đi. Nhìn thấy Phong Dương rời đi, cổ tay của Dương Diệp hơi động, ẩn kiếm lại tiến vào đan điền. Tử linh kiếm bay trở về trong tay. Nếu như Phong Dương lại động thủ, khi đó có bại lộ tiểu gia hỏa, hắn cũng phải chém giết ông cháu Phong Dương tại nơi này. Một chuyện đơn giản lại nháo đến mức độ như vậy, ngươi hiện tại hài lòng chưa? Lúc này, nữ tử lạnh lùng nói. Ngươi liền câm miệng đi. Dương Diệp không khách khí nói. Ngươi quên là ai gây phiền phức cho ta trước, là ai động thủ trước, là ai đẩy đối phương vào chỗ chết. Nếu như ta nhớ không lầm, dường như là các ngươi làm trước. Làm sao, chỉ có thể cho các ngươi động thủ với ta, hạ sát thủ với ta, không thể cho ta giết các ngươi. Dựa vào cái gì, bằng vào hắn có da da trâu bò, bằng vào ngươi xinh đẹp, nếu như ngươi còn phí lời, ta thật sự không nhịn được giết ngươi. Nữ tử biến sắc, nàng lần đầu tiên bị người khác chế nhạo ngay trước mặt, sắc mặt của nàng biến thành lạnh lùng, nói. Thật không biết vì sao Lâm sư thúc lại thu loại người như ngươi. Vừa dứt lời, nữ tử không có phí lời, nàng tiến vào trong phủ văn sư công hội. Thấy nữ tử rời đi, Dương Diệp cười gằn một tiếng, cõi đời này có rất nhiều người tự cho là đúng. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi quá mức kiên cường, ngươi còn kiên cường hơn cả sư phụ Lâm Sơn của ngươi, cứng quá dễ gãy, tính tình của ngươi không được. Lúc này, đột nhiên Ninh Tu lên tiếng. Mặc dù tính tình của Lâm Sơn hơi điên, nhưng nếu không ép hắn quá mức, hắn làm việc vẫn có lý trí, sẽ lưu một đường. Mà tiểu tử trước mắt lại không chừa chút đường lui nào cho mình và người khác, là muốn chém tận giết tuyệt. Dương Diệp lắc đầu, nói. Đa tạ tiền bối khuyên giải, nhưng vãn bối có tính tình như vậy, sửa không được, cũng không muốn sửa. Lại nói, vãn bối thật oan ức, nếu không phải vãn bối lúc trước có thực lực hơi mạnh, chỉ sợ đã bị nổ thành cho tàn. Đúng rồi, lúc trước vãn bối biến hôn phu của nữ nhân kia thành như vậy, làm sao không thấy nữ nhân kia tức giận. Ninh Tu hít một tiếng, nói. Tiểu tử, đầu óc của ngươi đần độn hơn sư phụ của ngươi. Ngươi lúc trước bị người ta lợi dụng, ngươi còn không biết sao.
bị người ta lợi dụng. Dương Diệp cau mày, nói. Ngươi nói ta bị nữ nhân kia lợi dụng. Không thể nào. Còn không biết. Ninh Tu nói. Lẽ nào ngươi không cảm giác được, nhà đầu kia cho tới nay vẫn buộc ngươi giết cháu của Phong Dương. Nếu như nàng thật có lòng muốn giết ngươi, hoặc có lòng bảo vệ tên kia, tiểu tử, ngươi không chỉ không thể đả thương tiểu tử kia, chỉ sợ tự thân cũng khó bảo đảm. Đừng tưởng rằng lão phu đang hù dọa ngươi, ra ra nàng nhưng là hội trưởng phù văn sư công hội, trên người nha đầu kia có ít nhất mấy chục tấm thuật phù cao cấp, thậm chí thuật phù cao cấp hơn đều có, tiểu tử, ngươi có thể chịu đựng được mấy chục tấm thuật phù cao cấp. Nghe vậy, Dương Diệp biến sắc, mấy chục tấm thuật phù cao cấp, đùa gì thế, lúc trước hắn dùng vài tờ thuật phù cao cấp đã có thể làm Phượng Vũ thực lực linh giả cảnh thất phẩm trọng thương, mấy chục tấm. Đừng nói hắn. Chỉ sợ cường giả tôn giả cảnh cũng không nhất định chịu đựng được. Ngươi nói, nàng sớm biết thân phận của ta, cũng biết thực lực của ta. Dương Diệp hỏi, nếu đúng là như vậy, tâm cơ của nữ nhân kia quá khủng bố, lúc trước hắn còn cho rằng nữ nhân kia đang giúp tên thanh niên, nào có biết, đối phương vẫn đang ép hắn giết tên thanh niên. Hiện tại hồi tưởng lại, Dương Diệp cảm thấy có điểm không đúng. Bởi vì sở dĩ thanh niên kia ra tay với hắn, cũng tức giận muốn giết hắn. Dường như tất cả nguyên nhân đều vì nữ nhân kia. Nghĩ tới đây, sau lưng Dương Diệp đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này có tâm cơ quá khủng khiếp. Có biết thân phận và thực lực của ngươi hay không thì ta không biết. Ninh Tu nói. Nói chung, nàng muốn giết tên kia là chắc chắn. Ai, Phong Dương cũng là kẻ ngu xuẩn, cho dù muốn thông ra tìm chỗ dựa, cũng đừng tìm nha đầu này. Nếu như nha đầu này cũng yêu thích cháu của hắn thì tốt, vấn đề là nha đầu này không thích. Lấy tâm cơ cùng thủ đoạn của nha đầu, cộng thêm nàng không thích, Phong Dương lão thất phu này đi tìm hội trưởng cầu hôn, việc này không phải đang cầu hôn, mà là đang đưa cháu của hắn vào chỗ chết. Vì sao nàng nói với ta câu cuối cùng là tại sao Lâm Sư Thúc lại thu người như ta làm đồ đệ? Dương Diệp hỏi. Nàng có ý gì? Ngươi thông minh thật. Ninh Tu nhìn Dương Diệp như thằng ngu, nói. Nàng có hai ý, ý thứ nhất chính là diễn trò cho ta xem. Cho ta biết nàng và cháu của Phong Dương là một bọn. Ý thứ hai là mắng ngươi, đang mắng ngươi thông minh thấp. Hiểu chưa? Nghe vậy, gương mặt Dương Diệp biến thành màu đen, hắn thông minh thấp sao? Được rồi, chuyện lần này, hắn biểu hiện hơi ngu xuẩn. Không chỉ bị người ta bán đi, còn giúp người khác kiếm tiền, quan trọng hơn chính đếm tiền xong còn không biết mình bị bán. Ở Phù Văn Sư Công Hội, không, phải nói là ở Đế Đô, có hai người tuyệt đối đừng đi chọc vào. Người thứ nhất chính là nha đầu kia, chọc nàng, người sẽ không biết khi nào sẽ có một đống phiền phức rơi xuống ngươi. Một người khác chính là tiểu ma nữ Bảo Nhi, chọc tiểu ma nữ kia, người sẽ có phiền phức ngay lập tức. Ninh Tu nói, người gặp Bảo Nhi. Dương Diệp hỏi, nghe được hai chữ Bảo Nhi, khóe miệng Ninh Tu co giật, nói. Hiện tại Đế Đô người nào không biết đại danh của nàng. Vừa tới Đế Đô. Nàng cầm thuật phù cao cấp ném vào những người mà nàng nhìn khó chịu. Hộ vệ đội hoàng gia tại Đế Đô hiện tại nghe được tên của nàng là đau đầu, tại sao? Tiểu ma nữ này đánh không được chửi không được, nàng nổ người khác, kết quả cuối cùng chỉ có thể là người khác tới xin lỗi nàng. Nói đến đây, đột nhiên Ninh Tu hơi tức giận, nói. Ngươi nói, nàng nổ người trên đường cũng thôi, nàng ở Phù Văn Sư Công Hội cũng nổ. Hiện tại mỗi trưởng lão trong công hội nhìn thấy nàng sẽ quay đầu chạy, tại sao? Bởi vì khi gặp mặt nàng sẽ gọi ra ra. Gọi ra ra kết quả là ngươi phải cho nàng thuật phù, nếu như không cho. Ha ha, không cho kết cục chính là gọi lão già, sau đó ném một tấm thuật phù tới. Nghe vậy, Dương Diệp hơi buồn cười, xem ra Bảo Nhi hiện tại có tiếng tăm rất lớn tại Đế Đô, nói không chắc sau này hắn chỉ cần nói là sư đệ của Bảo Nhi là có thể đi nghênh ngang tại Đế Đô. Không nói những chuyện này, ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ngươi, hắn hiện tại cũng kết thúc hội nghị rồi. Ninh Tu khoát tay áo một cái, sau đó xoay người đi vào trong Phù Văn Sư Công Hội. Dương Diệp và Ninh Tu vừa mới bước vào Phù Văn Sư Công Hội, một bóng người nhỏ nhắn chạy từ trên lầu xuống, khi Ninh Tu nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ kia, gương mặt già nua của hắn biến thành khó coi. Bởi vì bóng người này không phải là ai khác, chính là Bảo Nhi. Khi Bảo Nhi tới bên cạnh, theo sau chính là nữ tử có xung đột với Dương Diệp lúc nãy. Ninh Tu chuẩn bị chạy nhưng đã muộn, bởi vì Bảo Nhi đã thấy hắn và Dương Diệp. Khi Bảo Nhi nhìn thấy Dương Diệp, đầu tiên là sững sờ,
sau đó quay về Dương Diệp làm mặt quỷ, tiếp theo nhìn về phía Ninh Tu có gương mặt khó coi bên cạnh Dương Diệp, nàng híp mắt lại, trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Dương Diệp phát hiện, sắc mặt Ninh Tu càng thêm khó coi. Bảo Nhi chạy đến trước mặt Ninh Tu, nàng cung kính thi lễ với Ninh Tu một cái, sau đó phi thường lễ phép nói. Bảo Nhi bái kiến Ninh gia gia tốt. Dương Diệp ở bên cạnh trợn mắt ngoác mồm, Bảo Nhi học lễ phép như vậy từ khi nào? Đây chính là tiểu ma nữ mà tất cả người kiếm tông nghe tiếng đã sợ mất mật. Lúc này Dương Diệp kinh ngạc không chú ý tới, vào lúc Bảo Nhi hành lễ gọi ra ra, nét mặt già nua của Ninh Tu co giật rất nhanh. Vẻ mặt của Ninh Tu lúc này càng khó coi hơn khóc, nói. Bảo Nhi ngoan, Bảo Nhi sáng sớm mới gọi ra ra, hiện tại không cần gọi. Ân, người cũng biết. Ninh gia gia gần nhất tài chính khẩn trương, ngươi. Nói đến đây, đột nhiên Ninh Tu không nói tiếp, bởi vì trên mặt Bảo Nhi lúc này đã không còn nụ cười sáng lạn, quan trọng nhất chính là bàn tay nhỏ nhắn của nàng đã đưa vào trong cái yếm. Lúc này Dương Diệp cũng phát hiện có gì đó không đúng, bởi vì vẻ mặt của Ninh Tu lúc này thực sự không đúng. Nữ tử bên cạnh lắc đầu, nhìn Bảo Nhi, trong mắt lộ ra ý sủng ái. Gia gia đã nói. Bảo Nhi phải lễ phép mới được, không phải vậy Bảo Nhi sẽ bị ra ra mắng. Trên mặt Bảo Nhi lộ ra nụ cười. Khóe miệng của Ninh Tu co giật, thầm nghĩ. Đùa giỡn, ra ra ngươi dám mắng ngươi. Hắn có mắng trưởng giáo nguyên môn cũng không dám mắng ngươi. Đương nhiên, hắn không dám nói thẳng ra. Ninh Tu cười khổ, nói. Bảo Nhi, Ninh ra ra gần đây rất nghèo, Ninh ra ra hiện tại còn không có tiền mua tài liệu phù thuật phổ thông, ngươi. Ánh mắt Bảo Nhi biến thành không quen, cắt lời của Ninh Tu, nói. Chẳng lẽ nói Ninh gia gia chán ghét Bảo Nhi? Nói đến đây, đột nhiên Bảo Nhi móc một sấp thuật phù ra khỏi yếm. Nhìn thấy thuật phù này, mí mắt Dương Diệp co giật, bởi vì hắn phát hiện, trong đống thuật phù có ít nhất 3 tấm là thuật phù cao cấp. Ninh Tu sắp khóc, 3 tấm thuật phù cao cấp có uy lực khủng bố, thế nhưng bị đánh trúng mà tiểu ma nữ này bỏ qua cho hắn, hắn cũng tình nguyện thừa nhận. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn trúng 3 tấm thuật phù này, tiểu ma nữ trước mắt cũng không bỏ qua cho hắn, thậm chí còn tìm thuật phù cao cấp hơn. Nghĩ tới đây, Ninh Tu hít sâu một hơi, sau đó xoay cổ tay một cái, 2 tấm thuật phù xuất hiện trong tay hắn, nói. Bảo Nhi, đây là tất cả gia sản của Ninh gia gia, đều cho ngươi. Mí mắt của Dương Diệp co giật, trong lòng vừa khiếp sợ lại ước ao, bởi vì 2 tấm thuật phù trong tay Ninh Tu lại là cao cấp. 2 tấm thuật phù cao cấp, tương đương với 2 môn huyền kỹ huyền giai dùng một lần. Ninh Tu cũng quá hào phóng rồi, xem ra mình cũng nên gọi hắn là Ninh Gia Gia. Nhìn thấy 2 tấm thuật phù trong tay Ninh Tu, Bảo Nhi lại lắc lắc đầu, nói. Gia Gia nói rồi, không công không nhận lộc, Bảo Nhi không thể tùy tiện cầm đồ của người khác, Ninh Gia Gia nhanh thu đồ về đi. Nghe được Bảo Nhi nói thế, một bên Dương Diệp kinh ngạc suýt rớt cằm xuống đất, Bảo Nhi lại không muốn. Đùa gì thế, 2 tấm thuật phù cao cấp, Bảo Nhi yêu thích đánh cướp người khác lại không muốn. Khóe miệng của Ninh Tu co giật, nụ cười trên mặt càng khó coi, nói. Gia Gia ngươi nói rất đúng, thế nhưng này 2 tấm thuật phù này là Ninh Gia Gia đưa cho Bảo Nhi chơi, không tính là gì, nếu như Gia Gia ngươi muốn trách phạt ngươi, ngươi cứ nói là Ninh Gia Gia tặng cho ngươi, cứ như vậy, hắn thì sẽ không trách phạt ngươi rồi. Đương nhiên Ninh Tu không muốn bị người khác xem thường. Nếu như hắn thật sự nghe xong Bảo Nhi, nói thế lại thu đồ vật trở về, hắn dám cam đoan, sau một khắc sẽ có nhiều thuật phù bay về phía hắn. Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nói. Như vậy thật sự có thể không? Đương nhiên có thể. Khóe miệng của Ninh Tu co giật mạnh hơn. Nghe vậy, Bảo Nhi híp mắt nở nụ cười, sau đó vươn bàn tay nhỏ cầm 2 tấm thuật phù trong tay Ninh Tu. Bảo Nhi khẽ giật giật 2 tấm thuật phù, đột nhiên, nàng nhìn về phía Ninh Tu, nói. Ninh Gia Gia, đây chính là người ép buộc tặng cho Bảo Nhi, nếu như Gia Gia hỏi, người phải làm chứng thay Bảo Nhi. Ninh Tu, Dương Diệp bên cạnh không nhìn nổi, đúng là được tiện nghi mà còn khoe khoang. Hắn cầm thuật phù trong tay Ninh Tu, sau đó lại đưa vào trong cái yếm nhỏ trước mặt Bảo Nhi, vỗ vỗ đầu Bảo Nhi, nói. Người liền buông tha người Ninh Gia Gia đi, người không thấy Ninh Gia Gia sắp khóc sao? Bảo Nhi trừng mắt nhìn, nhìn về phía Ninh Tu, nói. Ninh Gia Gia không muốn sao? Nếu như vậy, Bảo Nhi trả lại cho Ninh Gia Gia. Nói xong,
bàn tay nhỏ nhắn lại đưa vào trong cái yếm. Vào lúc này, đột nhiên thân hình Ninh Tu hơi động, hắn biến mất tại chỗ. Đùa giỡn, tiểu ma nữ nói mà tin được sao, sau đó sẽ có nổ tung đấy. Nhìn thấy Ninh Tu bỏ chạy, Bảo Nhi bất mãn hừ một tiếng, sau đó bàn tay móc một tấm thuật phù mà Ninh Tu đưa cho nàng ra ngoài, nàng đưa cho Dương Diệp, nói. Lão nhân này thật nhỏ mọn, mới cho hai tấm thuật phù cao cấp, nặc, chỉ có thể cho ngươi một tấm. Nhìn Bảo Nhi đưa thuật phù, trong lòng Dương Diệp ấm áp, lắc đầu, nói. Bùa này chính ngươi giữ lại, ta không dùng tới. Bảo Nhi yêu thích chọc rắc rối, cảnh giới lại quá thấp, nếu ra ngoài không có thuật phù cao cấp, đừng nói Lâm Sơn, cho dù là hắn cũng không yên lòng. Bảo Nhi chừng Dương Diệp một chút, nói. Cái gì gọi là ngươi không dùng tới, ta lại biết, ngươi không chỉ có đắc tội nhị hoàng tử cái gì đó, còn có thủ oán với người Bách Hoa Cung. Không có thuật phù cao cấp ở trên người, nếu sau này ngươi gặp bọn họ sẽ ăn nhiều thiệt thòi, lại như ngày hôm qua. Thật đáng tiếc, Bảo Nhi chỉ có thể lấy ra thuật phù cao cấp, Bạch Gia Gia đúng là cấp độ truyền thuyết, thế nhưng đáng tiếc, hắn không cho Bảo Nhi. Nghe vậy, Dương Diệp cười cợt, cũng không từ chối, hắn cất tấm thuật phù cao cấp lại. Với thân phận của Bảo Nhi, ở đế đô này không có người nào trêu chọc nàng, quan trọng nhất chính là hắn nhìn thấy bên trong cái yếm nhỏ của Bảo Nhi có rất nhiều thuật phù. Lúc này, nữ tử bên cạnh lắc lắc đầu, nói. Gia Gia làm sao dám cho ngươi? Nếu Gia Gia cho ngươi, những trưởng lão phù văn sư công hội còn dám tới phù văn sư công hội sao? Dương Diệp cũng lắc lắc đầu, đùa giỡn, thuật phù cấp độ truyền thuyết tương đương với huyền kỹ thiên giai. Huyền kỹ thiên giai, cho dù cường giả tôn giả cảnh chúng cũng trọng thương. Nếu cho Bảo Nhi nắm giữ thuật phù cấp độ truyền thuyết, đúng như nữ tử này nói, những trưởng lão phù văn sư kia còn dám đến phù văn sư công hội. Bảo Nhi lại không giảng đạo lý. Bảo Nhi le lưỡi một cái, sau đó lôi kéo tay của nữ tử, nhìn Dương Diệp nói. Tiểu tạp dịch, đây là Bạch Thanh sư tỷ, ân, ngươi cũng phải gọi sư tỷ, nàng rất lợi hại đấy, nàng hiện tại đã là phù sư. Dương Diệp liếc mắt nhìn nữ tử tên là Bạch Thanh, không nói gì. Ngươi là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí. Lúc này, Bạch Thanh đột nhiên hỏi, dường như nàng chưa từng sinh ra xung đột với Dương Diệp. Ngươi sớm biết là ta đệ tử của sư phụ đúng không? Dương Diệp hỏi. Bạch Thanh gật gật đầu. Dương Diệp cười cợt, nói. Nếu như vậy, tại sao còn muốn lợi dụng ta? Ngươi có biết, nếu như không phải ta có thực lực, ta lúc trước đã chết dưới đống thuật phù của tên thanh niên kia không? Có thể cho giải thích hay không? Tất cả nguyên nhân đều vì nữ nhân này, nhưng nhìn thấy nữ nhân này thân mật với Bảo Nhi như thế, hắn thực sự không muốn làm quá cứng với đối phương, đương nhiên, hắn cũng không làm quá tốt. Ngươi không phải không chết sao? Bạch Thanh nói. Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, nói. Nếu ta chết thì sao? Vấn đề là ngươi không chết. Bạch Thanh lại nói. Dương Diệp cười cợt, không có phí lời với nữ tử này, hắn thấy Bảo Nhi đang khó hiểu nhìn sang bên này, nói. Bảo Nhi, dẫn ta đi gặp sư phụ đi. Bảo Nhi nhìn Bạch Thanh một chút, sau đó lại nhìn Dương Diệp một chút, làm như muốn hỏi cái gì, nhưng vẫn không có hỏi, nàng gật gật đầu, mang theo Dương Diệp đi lên lầu. Bảo Nhi dẫn Dương Diệp tới một gian phòng khách, khi thấy cảnh tượng trong đại sảnh, Dương Diệp sững sờ, sau đó sắc mặt nghiêm túc. Ở trong đại sảnh có rất nhiều lão nhân đang ngồi, những lão nhân này đều mặc trường bào phù văn sư, đương nhiên, việc này không phải trọng điểm là Dương Diệp phát hiện, những lão đầu này cơ bản đều là thiên phù sư. Những lão đầu này, Dương Diệp trừ sư phụ Lâm Sơn ra, ân, còn có Ninh Tu bị Bảo Nhi dọa dẫm lúc trước, còn lại hắn không nhận ra những người khác, mà hiển nhiên, những lão đầu này đang chờ hắn, bởi vì những lão đầu này đang quan sát hắn. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Sơn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Bảo Nhi le lưỡi một cái, sau đó xoay người chạy ra khỏi phòng khách. Thấy Bảo Nhi rời đi, Lâm Sơn nói. Tiểu tử, lúc trước chúng ta mở hội nghị chính là đang thảo luận về ngươi, thảo luận cái gì? Thảo luận có nên phát huy chương phù sư cho ngươi hay không, rất đáng tiếc, trừ sư phụ ra, tất cả mọi người đều không cho rằng ngươi hiện tại có tư cách trở thành một tên phù sư. Vì lẽ đó, có thể thành phù sư hay không, tất cả phải xem bản lĩnh của ngươi. Hóa ra là vì việc này, Dương Diệp cười cợt, hắn ban đầu còn cho rằng bọn họ đang nhắm vào việc mình ra tay với tên thanh niên kia, nếu như những người này muốn trách phạt hắn,
như vậy ngày hôm nay hắn sẽ gặp tai nạn, cũng còn tốt, những người này không phải vì chuyện này. Vào lúc này, một lão nhân bên cạnh Lâm Sơn nói. Tiểu tử, ngươi là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu. Ngươi mỗi lần chế tạo phù đều là thượng phẩm, đều không có ngoại lệ. Lão nhân lại hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Lâm Sơn, thấy Lâm Sơn gật đầu, lập tức không ẩn giấu, hắn gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp với ánh mắt quái dị. Có thể thử tại chỗ hay không? Lão nhân hỏi. Dương Diệp lần thứ hai nhìn về phía Lâm Sơn gật đầu, nói. Không cần lo lắng, thử xem đi, bọn họ không có ác ý. Nghe vậy, Dương Diệp không do dự, hắn đi tới cái bàn trước mặt, xoay tay phải, các loại vật liệu chế tạo bùa xuất hiện trên bàn, sau đó cầm lấy phù văn bút. Lâm Sơn nói không có ác ý, Dương Diệp tự nhiên sẽ tin tưởng. Lúc này hắn cũng đoán được dụng ý của Lâm Sơn, ở bất cứ nơi nào, chỉ có thực lực mới có thể được người khác xem trọng và tôn trọng. Việc của hắn và Bách Hoa Cung lan truyền rất rộng, cũng chỉ có Phù Văn Sư Công Hội mới có thể bảo vệ hắn, mà muốn cho Phù Văn Sư Công Hội đồng ý vì hắn đắc tội Bách Hoa Cung, vậy Dương Diệp hắn nhất định phải thể hiện ra thiên phú đáng được Phù Văn Sư Công Hội coi trọng. Hắn chỉ có đạt được Phù Văn Sư Công Hội coi trọng và tán thành, ngày khác sau mới có thể xuất hiện công khai mà không cần kiêng kỵ Bách Hoa Cung mạnh mẽ động thủ. Không phải vậy, dựa vào một mình sư phụ Lâm Sơn vẫn chưa đủ làm thế lực khổng lồ như Bách Hoa Cung kiêng kỵ. Dương Diệp chế tác một tấm cường lực phù, hắn chế tác cường lực phù như xe nhẹ đường quen, không tới một lúc, một tấm cường lực phù tỏa ra ánh sáng rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người. Dương Diệp vừa mới thu bút, lão nhân lúc trước hỏi Dương Diệp kia đã phất tay một cái, tấm cường lực phù bay vào trong tay của hắn. Khi thấy cấp bậc cường lực phù, trong mắt lão nhân tràn đầy khiếp sợ, nói. Quả thật là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí, cường lực phù thượng phẩm đạt được kim huyền khí gia trì, nó còn mạnh hơn phù thượng phẩm phổ thông mạnh gấp đôi. Nói đến đây, lão nhân nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, sao ngươi làm được? Sư phụ giáo dục có phương pháp. Dương Diệp khiêm tốn nói. Lão nhân nhìn về phía Lâm Sơn, chỉ thấy Lâm Sơn lúc này tươi cười như hoa, dáng dấp kia thật sự rất đắc ý. Đối với Lâm Sơn, đạt tới cấp bậc của bọn họ, mọi người cạnh tranh với nhau ở điểm khác, không phải so thư xê lực và phù đạo của mỗi người, mà là so đệ tử. Dương Diệp xuất sắc như thế, bàn về trình độ yêu nghiệt, cho dù là cháu gái của sư huynh cũng không bằng, dù sao sư điệt của hắn không thể luôn luyện ra phù thượng phẩm. Mà Dương Diệp lại làm được. Lão nhân lắc lắc đầu, vừa nhìn về phía Dương Diệp, nói. Có thể ở thử lại một lần không? Nhiều lần đều là phù thượng phẩm. Việc này thật sự làm cho người ta khó tin. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu chế tác. Dần dần, tất cả lão nhân chung quanh chậm rãi áp sát Dương Diệp, những lão nhân này đều nhìn chằm chằm vào tay của Dương Diệp, muốn biết Dương Diệp làm sao chế tạo bùa. Rất nhanh, một tấm thần hành phù thượng phẩm hoàn thành, không tới một lúc, một tấm trị liệu phù thượng phẩm xuất hiện. Chỉ một tiếng đồng hồ, Dương Diệp chế ra 8 tấm bùa chú. Mà 8 tấm bùa chú đều là phù thượng phẩm. Tất cả lão nhân đều giật mình. Đùa gì thế, chế tạo ra nhiều phù thượng phẩm như thế, rốt cuộc đây là yêu nghiệt gì? Trong lịch sử phù văn sư, có thể làm được như vậy, một tay có thể đếm hết, mà những người kia, cơ bản đều là lão yêu quái mấy trăm tuổi, nhưng Dương Diệp mới bao lớn. Không tới 20 tuổi đã có thể nhiều lần chế tạo ra phù thượng phẩm. Một lát sau, lão nhân hít sâu một hơi, nhìn Dương Diệp. Trong mắt hơi phức tạp, nói. Tiểu tử, ta quan sát thủ pháp ngươi chế tạo bùa, thủ pháp của ngươi đúng là một mạch của Lâm Sơn lão thất phu này. Thế nhưng, cho dù như vậy cũng thể phải nhiều lần đều là phù thượng phẩm, cho dù bảo Lâm Sơn lão thất phu này làm, hắn cũng không làm được, ngươi làm thế nào? Lão phu thật sự không hiểu. Thân mặt lão thất phu ngươi có ý gì? Lúc này, Lâm Sơn tức giận nói. Lão nhân tên thân mặt nhìn sang Lâm Sơn, nói. Lâm Sơn, đừng nói với ta là ngươi cũng có thể nhiều lần luyện ra thượng phẩm. Lâm Sơn đỏ mặt, nói. Là ta không thể, nhưng đồ đệ của ta có thể, thế nào? Đồ đệ của ngươi được không? Trước đây ngươi thu đệ tử ngũ hành huyền khí không phải rất đắc ý sao? Có muốn cho bọn chúng so với nhau không? Thân mặt hừ lạnh một tiếng, hắn không cãi vã với Lâm Sơn, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử,
người vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Dương Diệp cười khổ, nói. Tiền bối, người nói vấn đề này, vãn bối cũng không biết, ngược lại vãn bối dựa theo phương pháp của sư phụ dạy để chế tác bùa, nếu như có bí quyết hoặc là phương pháp gì đó, cho dù vãn bối giấu làm của riêng, nhưng sư phụ cũng chắc chắn sẽ không giấu làm của riêng. Nếu như nhất định phải có một lý do, vậy thì chỉ có thể nói vận may của vãn bối quá tốt. Nghe vậy, mọi người lắc lắc đầu, vận may quá tốt. Vận may của ngươi có thể nghịch thiên như vậy sao? Người ở chỗ này đều là mèo già hóa cáo, có người nào không biết Dương Diệp đang đánh thái cực, mặc dù biết, nhưng cũng không tiện hỏi thăm, dù sao mỗi một phù văn sư đều có phương pháp cùng bí quyết bí mật của chính mình, nhân gia không nói cũng rất bình thường. Tiểu tử, thiên phú của ngươi rất khủng bố, sợ rằng thế hệ tuổi trẻ của phù văn sư công hội không ai có thể sánh bằng ngươi. Nhưng muốn trở thành phù sư, phải có thể chế ra thuật phù, tiểu tử, đừng nói với ta, ngươi đã có thể chế tác thuật phù, hơn nữa còn là thượng phẩm. Thân Mạt lại nói. Dương Diệp cười cợt, không nói lời nào. Thân Mạt trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi đã có thể chế ra thuật phù. Dương Diệp gật đầu. Cũng nhiều lần đều là thượng phẩm. Lúc này, một lão nhân khác hỏi. Dương Diệp gật đầu như trước. Thấy thế, trong phòng đều là tiếng hít khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, ánh mắt biến thành quái dị lần nữa. Chế tác thuật phù khó khăn không phải bùa chú có thể sánh bằng, cho dù những phù sư như bọn họ có thể chế tác thuật phù, cho dù chế tác hết sức chăm chú cũng không dám nói có thể 10 tấm chế tạo ra 8 tấm thượng phẩm. Hiện tại thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại có thể cho hắn huy chương phù sư nhất phẩm. Lúc này, lão nhân tóc bạc ngồi ở chủ vị đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, bờ môi rất nhiều lão nhân ở đây co giật, nhưng chung quy không ai nói gì, loại yêu nghiệt như thế đúng là có tư cách trở thành phù sư nhất phẩm. Xuất hiện lời lẽ ngăn cản chính là tìm cớ. Còn Bách Hoa Cung bên kia. Lúc này, đột nhiên Lâm Sơn nói. Phù văn sư công hội chúng ta lúc nào cần nhìn sắc mặt Bách Hoa Cung làm việc. Lão giả tóc bạc cười gằn một tiếng, nói. Sau này tiểu tử sẽ do phù văn sư công hội chúng ta bảo hộ. Nghe vậy, Lâm Sơn lại nở nụ cười, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói. Tiểu tử, còn không mau cảm ơn sư bá của ngươi. Đúng như sư huynh đã nói, sau này Bách Hoa Cung muốn công khai động tới Dương Diệp, đây là việc không thể nào. Đừng nói Bách Hoa Cung, cho dù là nguyên môn cũng phải cho phù văn sư công hội mặt mũi. Dương Diệp không ngốc. Đương nhiên hắn biết lão nhân tóc bạc nói có ý nghĩa gì. Lập tức đi tới trước mặt lão nhân tóc bạc và khom người hành lễ, nói. Dương Diệp bái kiến sư bá. Lão nhân tóc bạc khẽ gật đầu, nói. Ngươi rất tốt, còn tốt hơn nhà đầu nhà ta. Đều là sư phụ giáo dục có phương pháp. Dương Diệp còn chưa nói hết, hắn đã bị lão nhân tóc bạc gõ một cái, nói. Chớ có làm cái điệu bộ này trước mặt ta. Sau 10 ngày. Trong quảng trường to lớn tại Hoàng cung Đại Tần Đế quốc, quảng trường dài hơn 3.000 trượng, ngang hơn 1.000 trượng, quảng trường khổng lồ này đủ chứa một nhánh đại quân 10 vạn người. Nhưng quảng trường lúc này hơi chen lấn, bởi vì trên quảng trường lúc này có rất nhiều huyền giả tham gia Thanh Vân Bảng đang đứng. Trên quảng trường ngoại trừ huyền giả tới tham gia Thanh Vân Bảng ra, ở khu vực biên giới của quảng trường còn có một loạt người mặc khôi giáp màu vàng, đó là hộ vệ đội hoàng gia cầm ngân thương trong tay. Nhân số của hộ vệ đội hoàng gia ít nhất cũng hơn vạn người, đương nhiên, việc này không phải trọng điểm là hơn vạn người này tất cả đều là cường giả tiên thiên cảnh. Thế lực bá chủ của Nam Vực cũng nhân cơ hội này biểu diễn thực lực của mình trước mặt người đời. Ở bên ngoài hoàng cung, tương tự có không ít người đang đứng, nhưng những người này không phải tới tham gia Thanh Vân Bảng, trong đó có một phần là người thân của huyền giả tới tham gia Thanh Vân Bảng, thế nhưng càng nhiều chính là các thế gia tới chọn con rể. Một thế gia muốn phải lớn mạnh, hoặc là không suy sụp, cần cái gì? Đương nhiên là cần nhân tài. Chỉ có trong gia tộc không ngừng xuất hiện nhân tài cuồn cuộn, gia tộc này mới có thể không ngừng mạnh mẽ. Thanh Vân Bảng hàng năm đều xuất hiện rất nhiều thiếu niên thiên tài. Những thiếu niên thiên tài này ngoại trừ những người thuộc về 6 thế lực lớn ra, càng nhiều đều là tán tu. Những tán tu này có thiên phú, có thực lực, nhưng càng nhiều đều không có tài nguyên tu luyện. Bọn họ không có tài nguyên tu luyện. Thế nhưng những thế gia này có. Vì lẽ đó mỗi một lần tổ chức Thanh Vân Bảng, đều sẽ có rất nhiều tán tu gia nhập thế gia, trở thành rể hiền của thế gia. Đương nhiên, tiền đề là những tán tu này có thể sống sót trở về từ Thập Vạn Đại Sơn.
có thể trở về từ thập vạn đại sơn, như vậy đại biểu đối phương có thực lực và tiềm lực, cũng chính như vậy, những tán tu này mới có thể đạt được thế gia tán thành. Nếu như có tán tu đặc biệt xuất chúng, thậm chí còn được 6 thế lực tán thành. Tranh đấu thanh vân bảng vô cùng tàn khốc, đây là chỉ vòng kiểm tra thứ nhất. Vòng thi đấu thứ hai, chỉ cần không phải song phương có ân oán, hoặc là có mâu thuẫn không thể điều tiết gì đó, khi bọn họ tiến vào trong vòng thi đấu thứ hai, bình thường chỉ điểm tới là dừng mà thôi. Đương nhiên, nếu như kiếm tông gặp phải quỷ tông, như vậy sẽ không phải điểm tới là dừng, mà là không chết không thôi. Cho nên đối với những tán tu này mà nói, bọn họ chỉ cần có thể sống sót rời khỏi thập vạn đại sơn là được rồi. Ở trong hoàng cung, đệ tử 6 thế lực lớn và học viện hoàng gia đại tần tham gia thanh vân bảng đều đứng ở phía trước, Dương Diệp nhìn chung quanh, hắn phát hiện nhân số 6 thế lực lớn tham gia thanh vân bảng kỳ thực hơi ít. Trong đó vị trí của Nguyên Môn chỉ có 3 người, Bách Hoa Cung và Băng Tuyết Cung cũng chỉ có 3 người, Quỷ Tông càng ít, chỉ có 2 người, Hạo Nguyệt Tông hơi nhiều một chút, có 6 người, mà Kiếm Tông nhiều nhất, có 10 người. Đối với người 6 thế lực lớn mà nói, cạnh tranh thanh vân bảng, chỉ quý ở tinh không quý nhiều. Đương nhiên, việc này không phải nguyên nhân chủ yếu. Người suy nghĩ một chút, nếu như Nguyên Môn phái ra 10 người, thậm chí nhiều thiên tài hơn, kết quả sẽ như thế nào? Làm như biết suy nghĩ của Dương Diệp, Mộ Dung Yêu đứng ở bên cạnh hắn đột nhiên nói. Dương Diệp hơi suy nghĩ, việc này cũng rõ ràng, hắn lập tức cười nói. Sẽ bị nhầm vào. Nếu như Nguyên Môn phía ra nhiều thiên tài hơn, bọn họ sẽ bị các thế lực khác liên hợp nhằm vào. Khi bị nhiều thế lực nhắm vào như thế, cho dù đệ tử Nguyên Môn có mạnh hơn nữa cũng xong đời. Nói đến đây, Dương Diệp hỏi. Vì sao Kiếm Tông chúng ta lại phái ra 10 người? Không sợ người khác nhằm vào sao? Nói xong, Dương Diệp hơi hối hận rồi, bởi vì hắn đã hiểu rõ. Mộ Dung Yêu nhìn sang Dương Diệp một chút, nói. Ngươi cảm giác Kiếm Tông chúng ta có làm thế lực khác kiêng kỵ hay sao? Dương Diệp cười cợt, nói. Đúng rồi, với thiên phú của ngươi, hoàn toàn là có thể gia nhập Nguyên Môn, hoặc là Băng Tuyết Cung cùng Bách Hoa Cung, vì sao phải lựa chọn gia nhập Kiếm Tông? Ta chỉ là hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Mộ Dung Yêu nói. Mặc kệ là làm cái gì, chỉ có lựa chọn thứ thích hợp với chính mình mới là tốt nhất. Ta yêu thích kiếm. Tự nhiên ta gia nhập Kiếm Tông mới là tốt nhất. Lại nói, lấy thiên phú của ta, ở nội môn cùng ngoại môn Kiếm Tông đều tính là hàng đầu, Kiếm Tông tự nhiên sẽ ra sức bồi dưỡng ta, chăm sóc ta cùng gia tộc của ta. Nhưng nếu như ta đi tới Nguyên Môn cùng hai cung, ngươi cảm thấy ba thế lực siêu cấp này có bồi dưỡng ta như Kiếm Tông hay không? Dương Diệp ngẩn ra, hắn không ngờ nữ tử kiêu ngạo trước mắt lại suy nghĩ như thế, nhưng đối phương cũng nói không sai, với thiên phú của nàng. Ở Kiếm Tông thuộc về hàng đầu, thế nhưng nếu như gia nhập Nguyên Môn, sợ rằng chỉ được tính là nhất lưu. Dù sao Nguyên Môn có siêu cấp yêu nghiệt vô địch từ vương giả cảnh trở xuống. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì đó, đột nhiên, hắn lại cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn vào nơi sâu trong hoàng cung, chỉ thấy nơi sâu xa trong hoàng cung có hai điểm đen chậm rãi đi tới. Nhìn thấy hai đạo điểm đen này, Dương Diệp mở to mắt nhìn, với nhãn lực của Dương Diệp lúc này. Tự nhiên có thể thấy rõ hai bóng đen này là cái gì, hai bóng đen này là người. Nếu như chỉ có hai người, hắn đương nhiên sẽ không khiếp sợ hoảng hốt như vậy, sở dĩ hắn khiếp sợ, đó là bởi vì hắn phát hiện hai người này lại có thể đạp lên hư không mà đi. Có thể đi lại trong hư không, như vậy đại biểu đối phương đã là cường giả tôn giả cảnh, bởi vì chỉ có cường giả tôn giả cảnh mới có thể làm được như vậy. Không chỉ có Dương Diệp, rất nhiều huyền giả trên quảng trường đều phát hiện. Ban đầu quảng trường còn huyên náo xôn xao lại biến thành im lặng, bọn họ đều nhìn lên không trung. Rất nhanh, trong ánh mắt khiếp sợ của hai người bọn họ, hai người kia đã đi tới trên không của quảng trường, một người bên trái có dung mạo chừng 40 tuổi, mặc một bộ hoa bào, khuôn mặt tuấn tú, tay nắm cây thước màu xanh ngọc, hắn giống như một nho sinh bình thường, người bên phải mặc một bộ khôi giáp màu trắng, trong tay cầm một thanh đại đao bằng xương trắng, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như đao. Làm cho người ta không ai dám nhìn thẳng. Lại là Lý Tư và Bạch Há. Đứng bên cạnh, Mộ Dung Yêu sắc mặt nghiêm túc nói. Thừa tướng và thống soái tam quân của Đại Tần Đế Quốc. Dương Diệp cả kinh, sau đó đột nhiên nhìn Lý Tư dáng dấp nho sinh, nói. Cây thước ngọc trong tay hắn chính là Hạo Nhiên Chính Khí Thước. Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói. Hạo Nhiên Chính Khí Thước,
xếp hạng thứ tư trên bảng xếp hạng đạo khí, nội hàm thiên địa hạo nhiên chính khí, nếu như ở Tần Đô, có thêm số mệnh quốc gia gia trì, Lý Tư cầm trong tay hạo nhiên chính khí thước, cho dù là cường giả hoàng giả cảnh cũng phải kiêng kỵ ba phần, ở bên trong cường giả tôn giả cảnh, ở Tần Đô, sợ rằng toàn bộ Nam vực không có mấy người là đối thủ của hắn. Đạo khí còn có bảng xếp hạng. Dương Diệp nghi ngờ nói, hắn lúc trước chưa từng nghe nói đạo khí còn có bảng xếp hạng. Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói. Mỗi một kiện đạo khí cũng có thể nói là thiên địa chí bảo, bởi vì mỗi một kiện đạo khí trên căn bản đều nắm giữ năng lực khó tin. Ở Nam vực, có một kiện đạo khí đều có xếp hạng, bảng xếp hạng chính là ghi chép những đạo khí có năng lực khó mà tin nổi, ví dụ như hạo nhiên chính khí thước, nó có thể tụ tập thiên địa hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí không giống với huyền khí, uy lực của nó gần bằng kim huyền khí cùng hỏa huyền khí trong ngũ hành huyền khí. Đệ nhất đạo khí trên bảng xếp hạng là cái gì? Dương Diệp thật tò mò hỏi. Mộ Dung Yêu lắc lắc đầu, nói. Không biết, ta chỉ biết xếp hạng thứ hai chính là Sơn Hà Ấn trong tay của Đại Tần Thủy Hoàng. Mặt trước của Ấn có núi non sông suối Nam Vực, mặt sau của nó có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao trên trời, uy lực của nó ra làm sao? Ta cũng không biết, thế nhưng nghĩ đến, nó có thể dễ dàng hủy diệt một tòa 1 triệu nhân khẩu dễ như ăn cháo. Hủy diệt một tòa thành 1 triệu nhân khẩu. Mí mắt của Dương Diệp hơi co giật, uy lực như vậy. Ta nghĩ người cũng nghe nói qua người bên phải, hắn chính là Bạch Há, sát thần đã từng một người chém giết mấy trăm ngàn người, sát ý của hắn hiện tại e sợ đã đạt tới cảnh giới phi thường khủng bố. Mộ Dung Yêu nhẹ giọng nói. Mấy trăm ngàn người. Dương Diệp cảm thấy cả kinh, nói. Hắn một người chém giết. Mộ Dung Yêu gật gật đầu, nói. Không phải vậy tại sao hắn gọi là sát thần chứ? Nhìn thấy thanh đại đao trong tay của hắn không? Đó là dùng xương người làm, bên trong ẩn chứa không biết bao nhiêu oan hồn. May mắn lúc trước hắn không có gia nhập quỷ tông. Không phải vậy kiếm tông chúng ta không biết có bao nhiêu người sẽ chết ở trên tay hắn. Phải nói ngoại trừ tông chủ và túy đạo nhân trong truyền thuyết ra, không có một người nào là đối thủ của hắn. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì đó, vào lúc này, đột nhiên những hộ vệ đội hoàng gia đứng dọc theo quảng trường cùng nhau quỳ gối, cùng kêu lên nói. Xin chào thừa tướng, bái kiến nguyên soái. Âm thanh hơn vạn người chỉnh tề như một, lại thêm có huyền khí gia trì, âm thanh như sông thẳng lên trời, khí thế như vậy làm cho những thiếu niên thiên tài tới tham gia thanh vân bảng cũng phải động dung. Trên hư không, Lý Tư khẽ gật đầu, ngọc thước khẽ vung lên. Một luồng lực lượng nhu hòa bao phủ những hộ vệ đội hoàng gia kia, sau đó hắn lại nhìn các huyền giả tham gia thanh vân bảng đang đứng trên quảng trường, nói. Chư vị, ta đại biểu Đại Tần Đế Quốc hoan nghênh sự có mặt của các ngươi, quy củ của thanh vân bảng, sư môn trưởng bối các ngươi cũng đã nói với các ngươi rồi. Ta ở đây nói thêm một lần, hy vọng mọi người cần phải ghi nhớ. Đầu tiên, thanh vân bảng khóa này giống như sóng cồn đãi cát, địa điểm nằm bên trong thập vạn đại sơn. Các ngươi nhìn thấy truyền tống trận phía trước hay không? Sau đó các ngươi sẽ tiến vào những truyền tống trận này, truyền tống trận sẽ tùy cơ truyền tống các ngươi đến mỗi góc của Thanh Vân Sơn Mạch trong thập vạn đại sơn. Sau khi tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch, các vị có mặt ở đây đầu tiên phải nghĩ sống sót, bởi vì Thanh Vân Sơn Mạch lúc này đã là thiên hạ của huyền thú Vương Giai. Chuyện thứ hai sau khi sống sót sau chính là nghĩ biện pháp săn giết huyền thú, đạt được nội đan huyền thú, nhớ kỹ. Chỉ có đạt được 30 viên nội đan huyền thú vương giai trở lên, đồng thời sống sót trở về thập vạn đại sơn trong thời gian 10 ngày, các ngươi mới có thể tham gia vòng thi đấu thứ hai kế tiếp. Thứ hai, sau khi tiến vào thập vạn đại sơn, sinh tử nghe theo mệnh trời, không quan tâm các ngươi là bị người nào giết hay bị huyền thú giết, mặc kệ nguyên nhân thực lực các ngươi yếu hay mạnh, bởi vì các ngươi đều là tiên thiên cảnh. Vì lẽ đó, hiện tại các ngươi rút lui còn kịp, một khi tiến vào thập vạn đại sơn. Truyền tống trận nơi này sẽ đóng, các ngươi muốn quay về, cũng chỉ có thể đi về từ thập vạn đại sơn. Lý Tư dứt lời, mọi người có mặt ở nơi này lâm vào rối loạn, nhưng cũng không có một người đứng ra, đùa giỡn, đi ra ở trước mặt mọi người, vậy sau này còn có thể lăn lộn trong Nam vực hay sao? Còn nữa, không ai có ý định từ bỏ cơ hội lần này, nếu như sống sót rời khỏi thập vạn đại sơn, như vậy đại biểu bọn họ ngày sau tiền đồ vô lượng. Có vô số thế gia và thế lực sẽ tung cảnh ô lưu với bọn họ. Dù sao người có thể sống sót rời khỏi thập vạn đại sơn đi ra ngoài, bọn họ sẽ là ngôi sao sáng trong mắt người khác. Thấy không có người đứng ra, Lý Tư tiếp tục nói. Sau khi vào thập vạn đại sơn, các
các ngươi vừa là thợ săn cũng là con mồi, các ngươi cuối cùng trở thành thợ săn hay là con mồi, việc này phải xem thực lực và năng lực bản thân các ngươi. Các ngươi có một điểm có thể yên tâm, bên trong thập vạn đại sơn tuyệt đối không xuất hiện huyền thú vương giai trở lên và huyền giả tiên thiên cảnh trở lên. Dứt lời, hai mắt Lý Tư khép hờ, lực lượng tinh thần khổng lồ che ngập bầu trời dâng trào ra ngoài, cũng bao phủ mọi người phía dưới. Tuy rằng mọi người bị lực lượng tinh thần của Lý Tư bao phủ, nhưng cũng không xuất hiện dị dạng gì, không chỉ có như vậy, trái lại còn có cảm giác thoải mái. Một lát, đột nhiên Lý Tư mở hai mắt ra, trong mắt hắn bắn ra hàn mang, hắn vung nhẹ ngọc thước, mười mấy khí kình màu trắng bay ra khỏi ngọc thước. Xôn xao. Trong đám người phía dưới, đột nhiên mi tâm mười mấy người xuất hiện một lỗ máu, những người này mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và không rõ, chết không nhắm mắt. Ngay khi Dương Diệp không rõ thì Tần Tịch Nguyệt nói. Mỗi một giới thanh vân bảng đều sẽ có thật nhiều vương giả cảnh, thậm chí linh giả cảnh lẫn vào trong đó, muốn tiến vào thập vạn đại sơn động thủ với huyền giả tham gia thanh vân bảng. Dù sao, trên người những huyền giả tham gia thanh vân bảng đều mang theo không ít bảo bối. Không chỉ có như vậy, còn có nội đan huyền thú, lúc này thanh vân sơn mạch tụ tập rất nhiều huyền thú vương giai. Bọn họ ngu xuẩn như thế. Cho rằng có thể giấu giếm được cường giả tôn giả cảnh hay sao? Dương Diệp hỏi. Cõi đời này đều có người mang theo tâm lý may mắn. Mộ Dung Yêu lên tiếng. Dương Diệp lắc lắc đầu, không nói nữa, bởi vì Mộ Dung Yêu nói rất có lý, trước mặt lợi ích mê hoặc, đều có thật nhiều người ôm tâm lý may mắn. Sau khi giải quyết mười mấy người này, Lý Tư nhìn lại nói với đám người phía dưới. Thanh Vân Bảng bắt đầu. Tuy rằng Lý Tư đã nói ra bắt đầu, thế nhưng trên sân nhưng không có người nào đi vào truyền tống trận, hầu như tất cả huyền giả đều nhìn đệ tử sáu thế lực lớn đứng trước nhất. Đây là một quy củ, chỉ có đệ tử sáu thế lực lớn đi vào trước, sau đó là con cháu thế gia cùng tán tu mới có thể tiến vào, không phải vậy, bọn họ chắc chắn chạy không thoát. Ở Nam Vực, không có tán tu cùng thế gia nào dám không tôn trọng sáu thế lực lớn. Lúc này, bầu không khí hơi im lặng. Bởi vì đệ tử sáu thế lực lớn cũng không nhúc nhích, tiến vào truyền tống trận đầu tiên không phải nguyên môn chính là Học viện Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc, lúc này nguyên môn và Học viện Hoàng gia lại không muốn cạnh tranh với các thế lực khác. Còn hai cung và ba tông, sau khi nguyên môn và Học viện Hoàng gia Đại Tần tiến vào, lúc đó bọn họ mới tranh nhau. Một hồi lâu sau, bên phía Học viện Hoàng gia Đại Tần góp một thanh niên mặc hoàng bào đi ra, thanh niên hoàng bào chậm rãi đi về hướng truyền tống trận. Cùng lúc đó, mấy người phía sau thanh niên hoàng bào cũng đi theo. Nhìn thấy thanh niên hoàng bào đi về hướng truyền tống trận, ánh mắt nguyên giả cầm đầu nguyên môn sáng lên, trong mắt sinh ra hàn quang, nói. Tần Du Nhiên, ngươi thật muốn tiến vào truyền tống trận đầu tiên sao? Nghe vậy, thanh niên hoàng bào dừng bước, nhìn về phía nguyên giả, nói. Nguyên giả, ngươi không tư cách ngăn cản ta, muốn tiến vào thập vạn đại sơn đầu tiên, để sư huynh nguyên huyền của ngươi đến. Đều nghe đồn hắn là người mạnh nhất dưới vương giả cảnh, ta tin tưởng, không chỉ có ta, rất nhiều người ở đây đều muốn gặp gỡ hắn. Sẽ không phải không dám đến chứ? Lúc này, một tên nam tử phía sau Tần Du Nhiên khẽ cười nói. Mạnh nhất dưới vương giả cảnh, người quái dị nhất Nam Vực suốt ngàn năm qua, người có khả năng trở thành vũ thần nhất Nam Vực, ta thấy chắc hắn không dám tới. Phải biết, nơi này có vô số cường giả, vạn nhất nghe danh không bằng gặp mặt. Khi đó nguyên môn sẽ mất mặt lớn lắm. Ha ha! Đột nhiên, nguyên giả bắt đầu cười lớn, cười điên cuồng. Tần Du Nhiên hơi cau mày, trầm giọng nói. Nguyên giả, người cười cái gì? Tần Du Nhiên, người có biết, sư huynh của ta hắn lúc này ở nơi nào không? Nguyên giả dừng cười, đột nhiên hắn hỏi. Nơi nào? Tần Du Nhiên cau mày nói. Nguyên giả cười cợt khinh bỉ. Ánh mắt nhìn vào người đệ tử sáu thế lực lớn cùng từng người của Học viện Hoàng gia Đại Tần Đế Quốc, sau đó nói. Sư huynh của ta hắn nói rồi, từ truyền tống trận tiến vào thập vạn Đại Sơn đến Thanh Vân Sơn Mạch, thực sự là quá không có tính khiêu chiến, vì lẽ đó hắn lựa chọn từ bên ngoài đi bộ vào Thanh Vân Sơn Mạch, lúc này, hắn cũng sắp tới Thanh Vân Sơn Mạch rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều biến sắc. Thanh Vân Sơn Mạch nằm ở tận cùng phía nam thập vạn Đại Sơn. Từ Đại Tần Đế Quốc tới đó, lộ trình hơn 10.000 dặm. Xa như thế không phải trọng yếu chính là nguy hiểm dọc theo đoạn đường này. Sau khi tiến vào đoạn hồn sơn mạch, gần như là thiên hạ của huyền thú vương giai cùng huyền thú linh giai,
một tiên thiên cảnh phải xuyên qua lãnh địa của huyền thú vương giai cùng huyền thú linh giai mới tới được Thanh Vân Sơn Mạch, hơn nữa trong đó còn có các loại nguy hiểm khác, độ khó trong đó có thể tưởng tượng. Đừng nói tiên thiên cảnh, cho dù là cường giả vương giả cảnh cũng không dám. Cũng chỉ có cường giả linh giả cảnh huyền khí hóa dực mới có thể đi. Mà hiện tại, một huyền giả tiên thiên cảnh lại làm như vậy. Sắc mặt của Dương Diệp cũng biến thành nghiêm túc, hắn cũng có thể xem như yêu nghiệt một mình đi tới Thanh Vân Sơn Mạch. Đương nhiên, nếu như không có tiểu gia hỏa bên cạnh, việc này quá mức khó khăn. Hắn tự nhiên không sợ huyền thú vương giai, thế nhưng huyền thú linh giai lại không phải hắn hiện tại có thể đối kháng được. Nếu như gia hỏa gọi là Nguyên Huyền đã không sợ huyền thú linh giai, xem ra lần tranh Thanh Vân bảng lần này có phần vướng tay chân. Ngoại trừ Dương Diệp sắc mặt nghiêm túc ra, tất cả huyền giả của 6 thế lực lớn và người tham gia Thanh Vân bảng đều nghiêm túc, tuy rằng không chân chính nhìn thấy yêu nghiệt gọi là Nguyên Huyền, thế nhưng dựa vào hành động của đối phương, mọi người liền cảm nhận được áp lực lớn lao. Có yêu nghiệt như thế áp trên đầu của mình, Thanh Vân bảng lần này còn có cơ hội cho bọn họ tỏa sáng hay không? Tần Du Nhiên hít sâu một hơi, nhìn Nguyên Dạ một chút, sau đó mang theo người học viện hoàng gia đi vào bên trong truyền tống trận. Thấy Đại Tần Đế quốc tiến vào truyền tống trận, Nguyên Dạ cười cợt, sau đó cũng mang theo hai người phía sau đi vào truyền tống trận. Sau khi Nguyên Môn và học viện hoàng gia Đại Tần Đế quốc tiến vào truyền tống trận, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung. Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung vốn có mâu thuẫn với nhau, đây là việc tất cả mọi người đều biết. Như vậy vấn đề đến rồi, hai cung này ai tiến vào truyền tống trận đầu tiên chính là một vấn đề lớn, dù sao việc này quan hệ tới mặt mũi của hai cung. Thấy người hai cung người đều bất động, Quỷ Tông Tu La hừ lạnh một tiếng, hắn cất bước tiến lên, đột nhiên, Lý Tiên Quân bên cạnh hắn kéo hắn lại, lắc đầu với hắn. Tu La hơi cau mày, trong mắt không vui nhưng vẫn lui trở lại. Thấy Tu La lui về, ánh mắt của mọi người Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung mới không nhìn Tu La. Tuy rằng Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung hơi kém hơn Nguyên Môn cùng Đại Tần Đế Quốc một chút, nhưng cũng không phải Quỷ Tông hiện tại có thể so sánh, nếu như Quỷ Tông không thức thời, các nàng cũng không ngại giáo huấn đám người Quỷ Tông một chút. Trầm mặc một lát, rất nhanh, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt đi về hướng truyền tống trận, đệ tử Bách Hoa Cung sau lưng nàng vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, Băng Tuyết Cung lấy Lãnh Tâm Nhiên làm đại biểu dẫn mấy người cũng đi về hướng truyền tống trận. Hai cung nhanh chóng đi song song với nhau. Khi đi đến trước truyền tống trận, đột nhiên Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt ngừng lại, nhìn về phía Lãnh Tâm Nhiên ở bên phải, nói. Lần trước là Bách Hoa Cung ta tiến vào truyền tống trận trước, lần này liền để Băng Tuyết Cung đi trước. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, cũng không nhìn Văn Nhân Nguyệt, nàng mang theo người Băng Tuyết Cung trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Nhìn đám người Băng Tuyết Cung biến mất trong truyền tống trận. Một tên nữ đệ tử xinh đẹp phía sau Văn Nhân Nguyệt không hiểu nói. Văn Nhân sư tỷ, tại sao lại nhường Băng Tuyết Cung các nàng đi vào trước? Cứ như vậy, chẳng phải mọi người sẽ cho rằng ta Bách Hoa Cung ta sợ Băng Tuyết Cung hay sao? Văn Nhân Nguyệt lắc lắc đầu, nói. Nếu như là bình thường, đương nhiên chúng ta không thể nhường cho Băng Tuyết Cung, nhưng hiện tại không giống. Nhưng năm gần đây, Bách Hoa Cung chúng ta đã đắc tội rồi nhiều thế lực và thế gia. Lần này tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người sẽ ra tay với chúng ta trong bóng tối. Tuy rằng chúng ta cùng Băng Tuyết Cung có cạnh tranh với nhau, nhưng cũng không phải là tử địch, thực sự không cần thiết vì một cái hư danh mà kết thù với bọn họ. Ánh mắt nữ tử phía sau Văn Nhân Nguyệt hiện ra một tia lo lắng, nói. Sư tỷ, nhưng Thải Phượng trưởng lão bên kia. Tất cả hậu quả do ta chịu trách nhiệm. Văn Nhân Nguyệt nhẹ giọng nói một câu. Sau đó nàng đi vào truyền tống trận. Nữ tử thấp giọng thở dài, nàng cũng đi theo. Sau khi Bách Hoa Cung và Băng Tuyết Cung tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, ánh mắt mọi người nhìn phía Quỷ Tông cùng Kiếm Tông, còn có một Hạo Nguyệt Tông sắp bị người ta quên đi. Tuy rằng thực lực ba tông không có mạnh bằng Nguyên Môn cùng với hai cung, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, cho dù Kiếm Tông hiện tại đã xuống dốc cũng không phải thế gia thế tục có thể khiêu khích. Lần này không có im lặng như lúc trước. Sau khi người Bách Hoa Cung tiến vào truyền tống trận, người của Quỷ Tông lập tức tiến lên, trực tiếp đi vào truyền tống trận, hoàn toàn không nhìn người Kiếm Tông. Kiếm Tông bên này, Từ Đồ Vinh hừ lạnh một tiếng, hắn cũng vội vã đi theo, hiện tại có thể nói hắn đang đại biểu Kiếm Tông, hắn làm sao có thể nhường Quỷ Tông trước mặt mọi người. Thấy thế, Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu cũng đi theo. Tuy rằng không thích Từ Đồ Vinh,
thế nhưng hai người bọn họ lúc này cũng không thể bị người ta chế giễu. Đương nhiên, Dương Diệp nhìn mặt mũi của Tô Thanh Thi, không phải vậy hắn càng hy vọng mình ít xuất hiện mới tốt, ai trước ai sau, dưới cái nhìn của hắn, đây là một việc vô nghĩa. Mọi người đều biết ân oán xưa nay giữa Quỷ Tông cùng Kiếm Tông, lần này ở trước mặt công chúng, người hai tông khó mà nhường nhịn nhau. Quả nhiên, khi nhìn thấy Từ Đồ Vinh mang theo người Kiếm Tông đi thẳng về hướng truyền tống trận, Quỷ Tông lấy mấy người Tu La cầm đầu lúc này dừng bước, Tu La nhìn về phía Từ Đồ Vinh, trong mắt mang theo khinh bỉ không cách nào che giấu được. Làm sao, cho tới nay Kiếm Tông đều tiến vào cuối cùng, lần này cánh cứng rồi. Từ Đồ Vinh cũng không yếu thế, phản kích nói. Tu La, đừng tưởng rằng ngươi lĩnh ngộ sát ý thì vô địch rồi. Ngày hôm nay Kiếm Tông ta muốn tiến vào truyền tống trận trước, nếu ngươi không phục, chúng ta khoa tay tại chỗ. Ha ha! Đột nhiên Tu La cười lớn, hắn nở nụ cười trong chốc lát, hắn nhìn về phía Từ Đồ Vinh, trên mặt tràn ngập xem thường, nói. Chỉ bằng ngươi. Dứt lời, đột nhiên thân thể Tu La hóa thành một bóng đen lao nhanh về phía Từ Đồ Vinh, dường như Từ Đồ Vinh đã sớm chuẩn bị. Thời điểm Tu La động thủ, một bóng kiếm màu đỏ sáng lên, trong nháy mắt bóng kiếm này chém thẳng về phía Tu La. Nhìn thấy người Quỷ Tông và Kiếm Tông đánh nhau tại chỗ, tất cả mọi người xôn xao, đương nhiên, càng nhiều người càng hưng phấn, đều nói đệ tử Tông môn yêu nghiệt như thế nào, những tán tu bọn họ không thể so sánh. Hiện tại có cơ hội nhìn thấy đệ tử tông môn quyết đấu, cơ hội này rất hiếm có. Trên hư không, Lý Tư cùng Bạch Khởi nhìn xuống, cũng không có lên tiếng ngăn cản, hai người này không có ngăn cản, những hoàng gia hộ vệ gần đó cũng không tiến lên ngăn cản. Trong ánh mắt của mọi người, kiếm khí cùng bóng đen va chạm vào nhau. Bành! Âm thanh năng lượng va chạm nổ tung với nhau. Chợt, một tia kiếm khí của Từ Đồ Vinh ầm ầm biến mất, bóng đen tốc độ không giảm. Nó vẫn tiếp tục lao thẳng về hướng Từ Đồ Vinh. Thấy thế, sắc mặt Từ Đồ Vinh thay đổi, hắn rung cổ tay, trường kiếm trong tay mang theo một đạo tàn ảnh lướt về phía Tu La. Bành! Hai người vừa va chạm đã tách ra, ngay sau đó hai người lại lao vào nhau lần thứ hai. Trước đây đúng là coi thường Từ Đồ Vinh này. Bên cạnh Dương Diệp, Mộ Dung Yêu nhìn Từ Đồ Vinh ác chiến với Tu La, nàng thấp giọng nói. Dương Diệp khẽ gật đầu. Không thể không nói, tuy rằng Từ Đồ Vinh người này không ra sao, thế nhưng thực lực của hắn vẫn rất tốt, bởi vì lúc này Từ Đồ Vinh không chỉ có lâm vào hạ phong, trái lại mơ hồ có thể áp chế Tu La. Đương nhiên, nghe đồn Tu La lĩnh ngộ sát ý, nếu như Tu La triển khai sát ý, sợ rằng sẽ có tình cảnh khác. Nhưng ai có thể khẳng định Từ Đồ Vinh không có lá bài tẩy nào khác hay không? Nhìn Từ Đồ Vinh cùng Tu La ác chiến, một ít huyền giả có mặt bắt đầu thấp giọng trò chuyện. Không hổ là đệ tử tông môn, thực lực như vậy còn mạnh hơn một ít cường giả vương giả cảnh. Trước đây ta cho rằng chênh lệch giữa ta và đệ tử tông môn không lớn, bây giờ nhìn lại, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của người ta. Ai, lần này tiến vào thập vạn đại sơn, hy vọng không mu nên nốn gặp phải đệ tử tông môn, không phải vậy cái mạng nhỏ của ta sẽ bỏ lại thập vạn đại sơn. Huynh đài yên tâm, tuy rằng thực lực đệ tử tông môn cường hãn, nhưng cũng ít có người nào ra tay với tán tu chúng ta trong thập vạn đại sơn, chỉ cần chúng ta không đi chiêu chọc bọn họ sẽ không tới đối phó chúng ta làm gì. Bởi vì chúng ta không tạo thành uy hiếp cho bọn họ, mục tiêu của chúng ta chỉ là mang theo nội đan huyền thú sống sót rời khỏi thập vạn đại sơn mà thôi. Cũng phải, chúng ta nhỏ yếu như thế, có lẽ sẽ không bị đệ tử tông môn để vào trong mắt. Chấm. Bành. Lúc này có tiếng nổ vang lên. Chỉ thấy hai người Tu La cùng Từ Đồ Vinh từng người tách nhau ra chừng 10 trượng. Lúc này sắc mặt của Tu La cực kỳ khó coi, ban đầu hắn cho rằng đánh vài hiệp là có thể trấn áp đối phương, thế nhưng không nghĩ tới, hắn không chỉ không thể giải quyết đối phương, trái lại còn bị đối phương áp chế, xem như hắn mất mặt thật lớn. Nghĩ tới đây, trên mặt Tu La xuất hiện thần thái dữ tợn, hắn xoay tay phải lại, một cây búa lớn che kín hắc khí và máu tươi xuất hiện ở trong tay hắn, tay nắm búa lớn. Tu La tiến lên phía trước một bước, búa lớn chậm rãi nâng lên và chỉ vào Từ Đồ Vinh ở xa xa, nói. Một búa giải quyết ngươi. Dứt lời, huyền khí quanh người hắn sinh ra gợn sóng, một luồng lực lượng vô hình khủng bố đột nhiên sinh ra trong cơ thể của hắn. Khi lực lượng vô hình này xuất hiện, đám người cách Tu La tương đối gần cảm giác được hàn khí lạnh lẽo bao phủ toàn thân. Là sát ý. Lại là sát ý trong truyền thuyết. Sát ý thật mạnh. Lần này Từ Đồ Vinh gặp nguy hiểm.
Cảm nhận được hàn ý lạnh lẽo từ cây búa lớn kia, không ít huyền giả có mặt tại nơi này kinh ngạc. Ý cảnh chính là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bọn họ không nghĩ tới lần này lại có thể tận mắt nhìn thấy. Sắc mặt của Dương Diệp biến thành nghiêm túc, chỉ sợ uy lực của sát ý không yếu hơn kiếm ý của hắn. Đương nhiên, kiếm ý của hắn lúc này đã đạt tới hai tầng đỉnh cao, mà sát ý của Tu La chỉ là một tầng, vì lẽ đó sát ý của Tu La lúc này không tạo thành uy hiếp với hắn. Nhưng dù thế cũng không thể khinh thường. Khi Tu La thả ra lực lượng vô hình, trên hư không, Bạch Khởi vốn nhắm hai mắt cũng đột nhiên mở mắt ra, hắn nhìn về phía Tu La, nhưng Bạch Khởi chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, nói. Sát ý không thuần, thật đáng tiếc. Nói xong, hắn nhắm mắt lại. Đã không tệ rồi. Ở bên cạnh Bạch Khởi, Lý Tư nói. Hiện nay Nam Vực không có phân tranh gì, làm gì có nhiều người cho hắn giết cơ chứ. Kỳ thực ta cũng thật tò mò, người này rốt cuộc lĩnh ngộ sát ý như thế nào, phải biết, nếu như hắn không kiêng kỵ giết người trong phạm vi Đại Tần Đế Quốc chúng ta không có đạo lý không biết. Cũng chính vì như thế, ta mới hiếu kỳ Quỷ Tông dựa vào cái gì giúp hắn lĩnh ngộ sát ý. Tông môn, chung quy là một mối họa. Đột nhiên Bạch Khởi mở mắt và lên tiếng. Sắc mặt của Lý Tư thay đổi, nói. Nói cẩn thận. Bạch Khởi lắc lắc đầu. Hắn tiếp tục nhắm mắt và không nói lời nào nữa. Phía dưới, khi cảm nhận được sát ý lạnh lẽo, Tư Đồ Vinh cũng phải biến sắc, nhưng hắn không có sợ sệt, trái lại hắn càng hưng phấn cùng kích động. Nếu như hôm nay hắn vượt qua Tu La lĩnh ngộ sát ý, như vậy địa vị của hắn trong kiếm tông sẽ tăng lên vài đẳng cấp, cho dù là yêu nữ Mộ Dung Yêu cũng không thể lay động. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Vinh hít sâu một hơi, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tỏa ra chung quanh, một luồng kình phong vô hình ập vào mặt. Tay phải hơi động, trên trường kiếm tỏa ra ánh kiếm sáng rực. Vào lúc này, đột nhiên thân thể Tư Đồ Vinh chậm rãi bay lên không, chung quanh người hắn có từng luồng ánh kiếm sáng lập lòe, trường kiếm trong tay hắn càng chói chan như mặt trời. Là kiếm kỹ huyền giai hạ phẩm của kiếm tông giai, Thiên Phương Tản Quang Kiếm Quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.